Thằng Hoàng với thằng Mẫn nói, nó cầm đầu phe bạo loạn vì hai tháng nay không được trả lương. Bây giờ tụi nó muốn lấy hàng để trừ nợ đó anh. Mẹ tụi này quá đáng thiệt mà. Em nhìn mẹ đó. Lại em đó. Tụi bây dừng lại. Thằng nào cầm đầu ra nói chuyện với tao. Thằng bự con kia là thằng nào vậy? Đó là thằng Hạ Lũ, người của Hải Phái qua đó anh. Tụi mày muốn tạo phản hả? Mày là Hạ Lũ à? Tao là Hạ Lũ. Giờ sao? Tụi bay nói trước đi. Nói gì bây giờ anh? Tại sao tụi bay tạo phản? Tụi tôi không có tạo phản. Chẳng qua tụi tôi muốn đòi quyền lợi chính đáng cho anh em thôi. Mày cướp hàng của chủ mà nói là quyền lợi chính đáng hả? Chuyện đó chẳng qua bất đắc dĩ. Gần 2 tháng nay anh em tụi tôi sống vật vờ như thay ma, hoang mang tột độ. Xin nghỉ việc thì không cho, lương bổng thì không thấy một cắt. Chỗ làm ăn ngày một thì thu hẹp, ông Lâm thì bị bắt. Anh em tụi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ tụi bay làm cho bà Hồng rồi, liên quan gì tới thằng Lâm mà lôi vô đây? Tụi tôi như rắn không đầu vậy. Bà Hồng giao việc thì làm thôi, lúc đó có liên lạc được với ông Lâm đâu. Anh em tụi tôi thấy ai cũng sợ bà Hồng hết, kể cả ông nữa. Vậy tụi bay tính sao? Bây giờ tụi tôi cũng không biết tính sao nữa. Tiền lương của tụi bay tao sẽ chuyển trong 3 ngày nữa, cứ dùng tài khoản nhân viên công ty thằng Lâm. Vậy còn công chuyện làm ăn ở đây thì sao? Cái này để tôi tính lại. Đang có biến trong thời gian này, có gì tao sẽ thông báo sau. Còn gì nữa không? Ok anh. Tụi mày ra ngoài thông báo với tụi nó về chuyện lương bổng đi. Cứ ăn chơi thoải mái một thời gian, có gì tao sẽ thông báo sau. Okay, anh. Chào mày, tao là Vĩnh, chưa có cơ hội làm quen với mày. Tôi là Lũ, tôi nghe người ta nói nhiều về anh đó. Ở đây nói chuyện không tiện, có rảnh đi với tao một vòng đi. Ok. Đúng là say xịn. Mày nói tiếng Việt cũng rành quá ha. Má tôi người Việt mà, cho nên là Hải mới điều tôi về đây. Tình hình ở đây rối ren thế nào á, chắc mày cũng biết phải không? Không ai biết rõ tình hình bằng đám đàn em của ông đâu. Mày biết được những gì rồi? Tụi ông không hợp với vợ chồng ông Tài hả? Hay lắm. Mày mới qua có mấy ngày, nắm bắt cũng tốt quá ha. Nếu không bị hải quan ngay cửa khẩu làm khó thì chắc có lẽ là tôi qua sớm hơn rồi, là tôi biết nhiều điều hay hơn nữa. Bây giờ mày tính sao? Có định qua đây làm việc cho ai chưa? Ông Hải kêu tôi qua đây quản lý vũ trường và đám đàn em, trừ khử những kẻ nổi loạn. Đó là hợp đồng bằng miệng thôi. Còn chuyện vũ trường á, nó có đội chủ, hai đám đàn em đổi việc thì nó không liên quan tới tôi. Mày nói vậy nghĩa là sao? Ai làm chủ thì tôi làm cho người đó vậy thôi. Còn anh Hải, hắn vừa mới báo với tôi phải tự thân vận động. Người trả tiền cho tôi là bà Hồng, bây giờ tôi tìm cách liên lạc với bà hoài mà không được. Nếu có người trả tiền cao hơn bà Hồng, mày có làm gì cho người đó không? Không. Tôi đã giao kèo với ai và thời hạn như thế nào thì tôi nhất định không lật kèo. Cho dù người đó có trả tiền cao hơn thì tôi cũng không làm. Mày thỏa thuận với bà làm bao lâu vậy? Tôi thỏa thuận với A Hải là 2 năm. Có nghĩa là mày làm cho bà Hồng 2 năm à? Không, A Hải chỉ kêu tôi qua đây thôi. Bây giờ tôi không biết làm cho ai nữa, mà lại kêu tôi đi thỏa thuận với bà Hồng. Tức là bây giờ mày chưa thỏa thuận làm việc cho ai? Phải. Tốt lắm. Nếu vậy A Hải trả tiền mày bao nhiêu, tao trả gấp đôi. Ok không? Tại sao mày lại mướn tao? Vì tao thích câu nói của mày. Nếu đã thỏa thuận với ai sẽ không bao giờ lật kèo. Ok, bây giờ tôi làm cho ông 6 tháng. Nếu hợp thì anh em tính tiếp. Tao chỉ cần có vậy, tao chắc chắn sau thời gian này mọi chuyện sẽ ổn. Lúc đó nếu mày thích thì cứ ở lại cùng anh em tao thăng tiến.
Ok, cảm ơn ông. Được, về kiếm vàng đi, bụng tao đói quá. Ok. À, tao quên hỏi mày, tại sao thằng Nga Hải nó bỏ mày giống như đem con bỏ chợ vậy? Không biết, chắc có lẽ là trục trặc gì đó. Mai mốt thằng Cường Sói thế nào cũng lấy hết khách hàng của thằng Hùng, bởi vì nó đã giải mã được danh sách khách hàng đó rồi. Ý mày là sao? Tôi sẽ giết vợ chồng thằng Hùng, kể cả thằng con của nó nữa, để đề phòng mai mốt có thằng khác tôn nó lên làm vua chống lại tôi. Mày tự tin thấy quá đó. Ông không thấy là mọi chuyện tiến triển tốt đẹp sao? Tốt đẹp cái con khỉ. Cho tới bây giờ thằng Cường Sói chưa liên lạc làm ăn được với thằng nào ở trong cái bản danh sách đó. Chưa tới lúc thôi. Nếu như bây giờ có người liên lạc làm ăn, thằng nào lại không muốn làm? Nhất là bây giờ tôi nó biết thằng Hùng bị hạ bệ nữa. Thôi đi, đừng có mộng mơ nữa. Nếu như mà dễ sơ như vậy, thằng Hùng đâu có dạ gì mà bỏ bản danh sách đó ra. Nhưng mà rõ ràng là vợ chồng nó đang đụng đỉnh ở ngoài kia, mang tính chuyện làm ăn khác, nó không quan tâm tới bản danh sách. Tôi nó tin mình sẽ quay về hợp tác với nó. Tại sao nó tin như vậy? Mày không tin, đi hỏi nó đi thì biết. Chẳng lẽ là... Nè, bản danh sách đó là giả hả? Không hẳn là vậy. Nhưng tới bây giờ chưa liên lạc được với ai trong bản danh sách đó, thì chứng tỏ bản danh sách đó là vô dụng. Không nói đúng. Sao rồi? Không. Mày sao rồi? Còn mày có gọi được hay không? Dạ không. Mày ra đây. Mày vô dặn tụi nó, kiên nhẫn, 30 phút cứ gọi một lần cho tao. Gọi khi nào hết bản danh sách thì thôi. Dạ. Tụi bay cứ tiếp tục gọi đi. Mẹ nó, không lẽ thằng Hùng nó dám đem cái tính mạng người tri kỷ của nó ra để nó giỡn với bản danh sách số ma này sao? Có người bắt máy nè anh. Ờ, đưa đây. Alo. Quẩy. À, ông có phải là người qua không? Quẩy quẩy. Ai vậy? À, ông là Hổ Ca hả? À, ai vậy? À, tôi là gọi từ chỗ ông Hùng đó. Trương Hùng hả? Phải. À, tôi muốn giao dịch với ông. Kêu thằng Hùng nói chuyện với tao. À, ông đã giao hết tất cả khách hàng cho tôi rồi. Mày là ai? À, tôi là Cường Sói. Bây giờ Sói làm việc với Hổ nha. Xây lan gì kệ mày. Lấy thằng Hùng muốn gì gọi lại cho tao. Alo. Alo. Nếu tôi muốn trực tiếp giao dịch với ông không thông qua thằng Hùng thì sao? Dịch mẹ mày đi. Alo. Alo. À. Tình hình sao rồi đại ca? Mày trực tiếp đứng đây chỉ đạo tụi nó. Nếu nó gọi được bất cứ ai thì mày chủ động cầm máy, bàn thắng chuyện làm ăn cho tao. Nhưng mà nếu nó không chịu hợp tác thì sao? Cứ gọi tiếp tục.
gọi cho đến khi nào hết bản danh sách thì thôi. Đứa nào không hợp tác, đánh dấu cho tao biết. Nghe chưa? Dạ. Tình hình sao rồi mày? Em vừa mới gọi một ông, ông vừa bắt máy chửi em như tát nước vô mặt rồi tắt máy luôn. Tại sao nó chửi mày? Rồi chửi làm sao? Ông nói á, không phải ông Hùng á thì dẹp đi. Căng à. Vô gọi tiếp thử coi. Dạ. Tụi bay tiếp tục gọi cho tao nghe. Bình tĩnh đi. Mày làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Buông ra. Mày đi nghe mày. Không đi đi. Mày làm gì vậy? Thì là cường đó. Nó làm cái giống chó nhưng mà chẳng ai chịu làm ăn với nó hết. Làm cái gì? Ăn cái gì? Ai làm ăn? Thì mấy người trong danh sách thằng hùng đó. Nó làm cái gì mà không ai buôn bán hết? Cái gì? Nó gọi điện báo cho mày biết hả? Thì nó nói tụi mới biết chứ ai. Đã vậy, nó còn nói dẹp cái chuyện thằng Hùng qua một bên đi. Đi thì nó định tính sao? Bây giờ làm sao hả? Bây giờ làm sao? Hay là để tôi nói với nó, chính thằng Trí Tài là thằng Hùng. Cái gì? Mày điên hả? Sao dám nói chuyện này ra? Điên cái gì mà điên? Tôi không như quỷ thì có. Tôi nói đó, tôi kích nó, giết mẹ nó thằng Hùng đi. Ông nghĩ coi, nếu thằng Hùng chết trong tay của thằng Cường thì mình đỡ phiền phức biết mấy hả? Đúng không? Mày có bị làm sao không? Thằng Hùng chết thì dễ, nó chết rồi ai lãnh đạo tổ chức? Nếu mà không lãnh đạo được thì gặp mẹ nó vô băng của thằng Cường đi. Thằng Cường nó lo cho mày hả? Mày đem hết lính qua gia nhập tụi nó, mày chờ gặp sư của nó hả? Thì nó cũng muốn bành trướng mà. Nó bành trướng cơ nào? Nó bành trướng cơ nào cũng lo cho lính tụi nó. Nó lo cho mày à? Mày lại nó phải lo cho mày, cái đồ ngu à. Quay lại so dịu thằng Hùng. Ông nói cái gì? Ông ngu thì có, tự nhiên so dịu thằng Hùng là sao hả? Chứ còn cách nào nữa? Mày phải nịnh nó, xóa dịu nó, để nó cho mày những mối làm ăn, những quyền lợi giống như xưa. Mày hiểu chưa? Mày đó cũng nên quay lại bằng cách làm ăn mới với nó đi, về những quyền lợi mới. Cái gì? Cái gì mà quyền lợi mới với cũ hả? Ông nói cái gì tôi không hiểu gì hết á. Nhức đầu quá đi. Tao cũng nên nói với mày, lúc trước tao bàn với tao rồi, tao gạt ngang, tao chờ mày về ba mặt một lời để nói. Nó nói gì với ông? Nó nói cái gì hả? Nó nói nó chia cho mình 4 phần, không phải 7-3 như trước. 4 phần? Chỉ anh em mình thôi hả? Nhưng tôi nghĩ phải chia cho vợ thằng Lâm và mấy đứa con của nó nữa. Ông rảnh quá ha. Vợ ông Lâm 30-40 người, biết con nào? Thì con nào vợ cả thì chia cho nó. Chuyện đó tính sao đi. Chuyện trước mắt là gặp thằng Hùng bằng tính đó. Nhưng mày phải hứa với tao, gặp thằng Hùng không được nổi điên kia chưa? Tôi không hứa gì hết á. Để coi nó biết điều hay không đã. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác bình yên như vậy. Bình yên cái gì mà bình yên? Anh đang lo sốt cả ruột đây nè. Anh không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Anh bình tĩnh lại đi. Không phải anh nói với em á, cuối cùng sẽ thuộc về ta anh hết hay sao? Thì biết vậy, nhưng mà mình cũng phải tính trước, lỡ xảy ra chuyện gì còn sẽ trở kịp. Người tính không bằng trời tính đâu anh. Trong khi mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao mà tính toán gì được hả anh? Mẹ còn cái thằng Quý Cường Sói, không biết làm cái con mẹ gì với bản danh sách mà lâu quá vậy không biết. Em nghĩ là các chiến hữu của mình đủ ma mảnh, không làm ăn với đám cò con đâu. Đúng rồi, họ rất ghét mấy cái đứa hớt tay trên người khác. À, em tưởng anh chỉ lo chuyện A Hải thôi chứ. Chuyện A Hải thì chắc chắn phải lo rồi. Nhưng bây giờ cái nỗi lo thường trực là làm sao hòa giải với cái đám anh em họ Trương để nó thả mình ra kìa. Chào đại ca. Chào hai người. À, bà chị, sao rồi? À, Trí... Trương Hùng. Sao rồi? Tụi bay tính sao rồi? Tính chuyện gì? Thì cái chuyện ăn chia 6-4 mà bữa trước tao nói với ông Vĩnh đó. À, anh trai tôi có nói cho tôi nghe. Hai người làm gì suy nghĩ lâu vậy, cả tuần nay rồi? Đôi chừng nào mới thả tụi tôi ra? Ê, bà chị từ từ chứ, làm gì nóng lòng dữ vậy?
Thả thì tôi sẽ thả, nhưng mà tôi muốn Trương Hùng phải hứa với tôi vài chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Thứ nhất, chuyện từ bữa giờ coi như bỏ qua, coi như là hiểu lầm thôi. Tụi bay nói cái gì? Tụi bay giỡn mặt với tao hả? Mày nhìn mặt tao giống nó giỡn lắm hả? Không thể nào thằng trí tài đó lại là Trương Hùng. Thì tao cũng đã từng nghĩ như mày vậy đó. Như vậy là nhức đầu à? Mày có biết rằng là nó cho người truy sát diệt khẩu anh em tụi tao không? Bây giờ mày tính sao? Tính sao là sao? Mày còn hỏi nữa hả? Tìm chỗ cho anh em tụi tao ở tạm thời gian này chứ? Thì dễ thôi. Cứ một container hai em bận tới, để đón đàn em của tao chuẩn bị 5 phút là xong. Mày đang mưu tính gì đó? Nói tao nghe coi. Tính cái gì? Tao đang nhức đầu lắm, mày có biết không? Thì mày nói ra anh em tao tính phụ cho. Phải đó, hai cái đầu của tụi tao cũng vẫn hơn cái đầu của mày mà. Thì cũng tại cái bản danh sách đó, tao đã nắm trong tay rồi mà không thằng nào chịu giao dịch. Giờ thì đã biết chỗ của thằng Trương Hùng. Ý của mày là thuyết phục thằng Trương Hùng bắt tụi nó giao dịch với mình đúng không? Mày nhỏ tuổi hơn tao nghe mày. Tôi gần bằng ông được chưa? Ý hay đó, nhưng mà thằng Hùng nó có chịu làm không? Thằng nào cũng có điểm yếu. Muốn thằng Hùng làm gì thì phải bắt sống công vụ học trước. Nè 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 nè, cái này là thuốc mới của thằng nhí đó hả? Tôi thử được không? Được. Muốn chết thì mày cứ hít đi. Nó đã làm chết hai bài kia của tao mua cho nó để thử nghiệm rồi đó. Cái gì mà ghê vậy? Thằng Nga Lý buôn bán cả đời, nó có thử miếng nào đâu. Đừng có nói nhảm nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là tụi bay có bao nhiêu quân để hợp tác. Dự đoán của mình đúng là người tính không bằng trời tính mà. Em tính tuần này thu xếp tiền bạc, rồi sang tuần sau về bển với anh thu xếp chuyện A Hải. Chưa chi nó đã ra tay trước mình rồi. Cũng có thể là nó cho thằng A Lũ qua đây trước để dò thám tình hình. Thôi bỏ đi, nó làm cách gì thì nó cũng đã thành công rồi. Bây giờ mình phải lo chuyện tài chính trước đã. Tài chính? Lo bằng cách nào đây? Dù nó dùng cách gì chiếm đoạt hết tài sản của Trương Hùng thì mình vẫn còn tài sản mang tên Trí Tài ở đây, ở Thái và cả ở Mỹ nữa. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một số rất nhỏ so với tất cả tiền bạc và tài sản của Trương Hùng. Nhưng dù sao nó cũng hơn khối thằng doanh nhân này nọ ở nước ngoài về. Anh cứ để em tính đã. Đúng là không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Cái chết của thằng Hoàng và thằng Mẫn ai cũng biết. Đã đến lúc minh bạch mọi thứ. Bây giờ tụi mày theo phe nào, xác định cho rõ ràng đi. Hôm nay không phải đánh nhau, cũng không phải là rượt đuổi hoặc là trả thù, mà tất cả chúng ta phải ngồi xuống đây mà suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng cho sự nghiệp và cuộc đời làm giang hồ của mình. Tóm lại là ông muốn bọn này chọn phe có phải không? Ta không cần biết ai chọn tụi mày vô hay là tụi mày đi theo ai và làm cái việc gì. Ta chỉ cần biết tao là đại ca của nhóm này. Tiền lỡ ta xử hết, và ta sẽ chỉ dẫn cho tụi bay phải làm theo cách chỉ đạo của Trương Vĩnh ngay từ lúc này. Bây giờ tụi bay theo phe này bước qua đây. Thank you.
Còn mày thì sao? Không thích thì anh Vĩnh hả? Trước đây bà Hồng có giao trọng trách cho tụi này. Cho tụi này thêm thời gian để liên lạc với bà đi. Bây giờ đã không còn thời gian để cân đong đo đếm nữa. Nếu tụi mày chưa chắc chắn thay phe nào á, thì tụi mày biến đi. Liệu sau này tôi có thể quay lại với ông được không? Không được. Lúc sống thì tụi mày đã chọn, thì tụi mày chỉ được chọn một lần thôi. Bây giờ đã hết chuyện rồi, biến đi. Anh định làm gì vậy? Anh ra nước ngoài một chuyến. Anh đi tìm A Hải hả? Phải. Anh nhất định không để nó lộng hành vậy đâu. Còn một chuyện ở đây thì sao hả anh? Anh sẽ quý quyền cho em. Em toàn quyền quyết định tất cả những tài sản mang tên Trí Tài. Chủ yếu là em thanh lý tất cả những điền sản, những cổ phần của anh. Tất cả mọi thứ trở thành tiền mặt và chuyển tất cả vào tài khoản riêng của anh ở Thụy Sĩ là được. Không được. Anh không thể để mọi chuyện dễ dàng mà bỏ đi được. Anh đã nói như vậy mà em còn không hiểu hả? Tất cả số tài sản đó không bằng một phần lẻ số tiền chưa rửa mà thằng A Hải đã giữ của chúng ta kìa. Nhưng mà mọi chuyện ở đây cấp bách lắm rồi, một mình em không thể lo được. Anh tin là em làm được. Anh chắc chắn một điều là em sẽ làm được. Em làm sao có thể làm được khi tù trong giặc ngoài nó nổi lên như vậy? A Lũ, thằng A Lũ đi theo ông Vĩnh rồi sao? Còn hơn thế nữa, tụi đàn em á đi theo thằng Hào hết trơn rồi. Như vậy thì cứ từ từ, từ từ tao sẽ cho tất cả bọn bay đi chào ông bà hết. Anh ơi, em sợ tụi nó làm phản, mình trở tay không kịp đâu anh. Nếu vậy thì em chuẩn bị đi, ra nước ngoài dành chuyến này. Vậy thì tốt quá. Em sẽ đi nói với bé Bảo. Con Lan chuẩn bị. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh có gọi hai người đó đi chung đâu. Nếu không có hai người đó em không đi đâu hết á. Đàn bà, đúng là con đàn bà. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền nên gió đông sờ đành chia tay. Cái gì vậy? Gì vậy cha? Bộ ăn no mở nhiều cái giờ rửng hả? Biết rồi còn hỏi, ở đó mà hát với hò nữa. Tôi nói rồi, đời phiêu bạc là vậy đó. Có khi việc thì quá trời quá đất, không có thời gian ngủ nữa. Còn bây giờ ẩn vật dập dìu chờ đợi mòn mỏi mà thôi. Không biết mấy cha đó bàn bạc cái gì không biết nữa. Tôi cũng bất ngờ cái vụ hợp tác này lắm. Nhưng mà coi chừng á, lần này ông Tài với bà Hồng là sắp lên gò hầu ông bà luôn rồi đó. Mày nói cái gì? Cái gì vậy? Ông nóng tính từ lúc nào vậy cha? Tao hỏi mày đang nói cái gì? Tôi nói là lần này á là mấy ông dàn trận tính thanh trừng vợ chồng Trí Tài. Nếu như chuyện này là sự thật, tại sao họ không báo cho tao biết một tiếng? Ủa, chuyện bí mật mà, đâu phải liên thiên thông báo là muốn thông báo đâu. Nhưng mà chuyện khử vợ chồng Tài Hồng là nhiệm vụ của tao. Phải nói tao biết một tiếng chứ. Trời ơi, ông tưởng là ai vậy? Chuyện gì cũng phải thông báo cho ông biết hả? Chính vì chuyện này tao mới phò tá mấy ổng. Mày thấy đối xử với tao như vậy có công bằng không? Chuyện này tôi không biết, nhưng mà cái chuyện đó tôi chỉ biết có vậy thôi hả? Được rồi, để tao đi hỏi mấy ông. Dạo này ra dáng đại ca quá ha. Thank you.
Bé Bảo đâu? Dạ cậu chủ vừa mới ngủ thưa bà. Ra đây tôi biểu. Để nó ngủ đi, đừng đánh thức nó dậy. Dạ. Bệnh tình bé Bảo sao rồi? Dạ cậu chủ bị hen suyễn bẩm sinh, cho nên khi nào mà gặp chuyện căng thẳng thì cậu mới lên cơn thôi. Quan trọng là môi trường vệ sinh sạch sẽ, hoạt động điều độ. Dạ, em thấy dạo này bệnh tình của cậu chủ cũng ổn định hơn rồi đó bà. Rất tốt. Lan à, tôi muốn hỏi cô mấy câu hỏi. Dạ, bà cứ hỏi đi. Nhưng cô phải thề với tôi là chỉ nói những lời thật lòng. Bộ có chuyện gì quan trọng hả bà? Cô thương bé Bảo đến mức độ nào? Dạ tôi. Mà sao bà hỏi vậy? Cô cứ trả lời đi, nhưng phải nói thật lòng. Nếu có người truy sát bé Bảo, cô có dám liều tính mạng của mình để bảo vệ nó hay không? Bộ có chuyện gì nguy hiểm nữa hả bà? Đừng có hỏi nhiều nữa, trả lời đi. Tôi nói thiệt với bà, tuy là bé Bảo không phải là con ruột của tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng mang bé Bảo trong bụng 9 tháng 10 ngày. Tôi cũng đã sanh ra bé Bảo, cho nên tôi xin lỗi bà là tôi đã lỡ coi bé Bảo như là con ruột của mình rồi. Tôi lỡ thương nó rồi, cho nên là nếu như mà nó xảy ra chuyện gì, tôi thà hy sinh tính mạng của tôi để bảo vệ nó, chứ tôi nhất quyết không để cha đụng tới bé Bảo đâu thưa bà. Rất tốt. Vậy thì tôi có thể yên tâm giao bé Bảo cho cô chăm sóc tiếp tục được rồi. Bà chủ thử tôi hả? Không, tôi chỉ đặt tình huống như vậy thôi. Còn chuyện gì vài bữa nữa sẽ biết. Bây giờ cô vô phòng thu dọn đồ đạc của cô và bé Bảo để có thể lên đường bất cứ lúc nào. Bộ mình sắp phải đi xa hả bà? Phải, đi xa lắm, không biết bao giờ mới trở về. Nhưng nhớ là chỉ mang theo những đồ đạc cần thiết thôi. Dạ tôi biết rồi. Bà chủ, có chuyện gì? Thiệt tình tôi không biết là sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi có người quen ở dưới quê, nếu như mà cần thiết á thì tôi có thể đưa bé Bảo về dưới quê. Rồi khi nào mà ông bà chủ ổn định lại á thì tôi thôi sẽ đi được... bà... Nếu cô muốn á, cô tự đi một mình, tôi sẽ tìm người thay cô chăm sóc bé Bảo. Không, tôi chỉ nói vậy thôi, bà không đồng ý thì thôi. Bé Bảo đi đâu tôi sẽ theo tới đó. Cho dù xảy ra chuyện gì, dù nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng không bỏ bé Bảo đâu. Bé Bảo không thể nào mà sống mà thiếu tôi được. Bà tin tôi đi. Đi vô dọn đồ đi. Dạ. Đóng giùm cái cửa lại đi. Mở tàn quạt, gió vô bệnh chết cả đám bây giờ. Ông tưởng nhà của ông hả? Hai thằng đàn ông đóng cửa cho chích ngợp hả? Sáng mai thành hai cái xác khô, thiếu oxy đó biết không? Rồi lên báo, nó giật kích tiếp cho là cái chết vì thiếu hiểu biết đó. Mẹ, đúng là đời lên dơ xuống chó mà. Một cái chỗ như vậy, không biết làm sao ông Trường Sói nó sống được tới mười mấy năm chứ. Bởi vậy nó sống ở chỗ chật hẹp nhỏ nhen vậy. Đầu óc nó cũng chật hẹp nhỏ nhen. Đóng hộp gì đông sắt gì sao phát triển được. Nói thật với ông nha, bất đắc dĩ lắm tôi mới qua lại với nó. Mới vô ở thôi là tôi đã chịu không nổi rồi. Cái chỗ ở như vậy mà nó ở được, ăn nói thì cục mịch. Đã vậy
tánh còn giống như đàn bà, chỉ biết từ trong bếp vô tới toilet thôi. Mày vô ngủ đi, càm ram qua như đàn bà vậy. Ngột ngạt vậy ngủ cùng mẹ gì được. Ngột ngạt mày càm ram vậy, tao mệt thêm nữa. Thằng quỷ, làm tao hết hồn à. Thằng Kiệt hả? Dạ, đang tính hỏi hai anh chút chuyện đó. Có chuyện gì? Vô đi. Thôi khỏi đi, chỗ này có chút xíu như vậy, mày đi vô hút hết oxy của anh em tụi tao thì sao? Mày qua đây làm gì? Cường số để yên cho mày qua hả? Ai làm khó được nó? Nó là giang hồ quan hệ rộng mà, thằng nào làm được cái gì? À, tính qua hỏi hai anh chút chuyện thôi. Chuyện gì? Các anh tính xử vợ chồng Tài Hồng hả? Mẹ nó, chuyện vậy nó cũng biết nữa. Thằng Cường Sói làm ăn như xịt vậy. Mày im đi. Phải đó, tao muốn xử vợ chồng thằng Tài. Mày thấy sao? Nhưng mà tại sao không cho em tham gia? Ok, tao sẽ cho mày tham gia. Anh nói thiệt hả? Đương nhiên là thiệt rồi. Mày lên đường đó, về chuẩn bị súng ống đi. Ok. Nè, lỡ nó biết thằng Tài là thằng hùng thì sao? Thì đừng cho nó biết. Chào luật. Ủa anh, mình chỉ nhóm học tổ mình thôi hả? Ừ, anh có nhắn cho Phương rồi. Phương tới rồi. Anh Mạnh, anh Luật. Ừ. Sao vậy? Em làm mọi người bất ngờ quá hả? Không chào đón em sao? Có hơi chút bất ngờ. Cô mày làm đẹp khỏe hẳn chưa? Ngồi đi. Dạ. Vết thương của Lâm ra sao rồi? Dạ đỡ lắm rồi. Bác sĩ nói là em có thể hoạt động trở lại. Cô ấy rất quyết tâm, phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ trong chuyên án lần này. Lúc anh nhắn tin cho em đang ở nhà Lâm. Tốt rồi, anh nói nhanh tình hình nha. Bọn anh em Vĩnh Hào kết hợp với Cường Sói, sáng sớm mai sẽ xông vào xử lý vợ chồng Trí Tài. Em có nghe Hải Phương nói về tình hình mấy hôm nay rồi. Nếu như mà vợ chồng Trí Tài có chuyện gì thì mình khó có thể dụ được Trương Hùng ra mặt để gặp Trùm Long và bà Hải Nguyệt. Đúng vậy, chúng ta phải ngăn chuyện này ngay. Theo lời của anh thì em đã cử một nhóm trinh sát bám trụ ở nhà bà Hồng. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì họ sẽ báo cho mình biết ngay. Tốt lắm, sáng sớm mai Hải Phương cùng với đoàn kiểm tra xuống nhà bà Hồng trước khi bọn Vĩnh và Hào đến. Nhưng mà em biết lấy lý do gì đây? Em đi cùng với công an khu vực, lấy lý do là kiểm tra hành chính những người có quốc tịch nước ngoài hoặc nuôi cá sấu trái phép. Làm tin là từ bữa tới giờ họ vẫn chưa xin được giấy phép, hoặc là dời đàn cá đi chỗ khác. Đúng vậy, đàn cá sấu thì vẫn còn ở đó. Tổ trinh sát chúng ta đã khẳng định như vậy. Anh Mạnh, mời anh qua phòng thông tin để nghe đoạn hội thoại này. Được, tôi qua liền. Dạ. Ủa anh Mạnh, có chuyện gì không hay hả? Vợ chồng Trí Tài sắp ra đi. Hả? Đi.
Có vẻ như là chúng định đi đâu đó vài ngày. Mang theo nhiều đồ đạc như vậy chắc chắn là đi nước ngoài rồi. Lâm nghĩ chắc họ sẽ đi bằng đường bộ thôi. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bởi vì bên kinh tế cũng đã tìm ra lý do họ trốn thuế, nên đã cấm vợ chồng Trí Tài xuất cảnh mà. Em yên tâm đi, bên chúng ta lúc nào cũng có đội theo sát mà. Cho em mở ống dòm đi. Còn thấy gì nữa không? Có cần xin lệnh để khám xét nhà? Em nghĩ là không. Bởi vì họ đã bỏ đi kiểu này rồi thì trong nhà chắc chắn không còn gì giá trị nữa đâu. Cũng chưa chắc. Bỏ đi vội vã như vậy chắc chắn trong nhà sẽ có sơ hở. Chà, vẫn còn một anh quản gia hay một anh tài xế gì á. Hai người ở lại đây nha, để em tới gần thám thính thử coi sao. Em cẩn thận, mang theo đi, đứng quan sát từ xa cho yên tâm. Chiến dịch sắp kết thúc rồi. Phải. Sao anh không hút nữa đi? Em đâu có thích thuốc lá. Vết thương của em sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Em đỡ rồi. Cảm ơn anh. Sau chuyên án này, chắc em về lại bên đó luôn hả? Không biết đến khi nào chúng ta mới được cộng tác chung với nhau nữa. Nếu như mình được cộng tác cùng nhau thì đất nước của mình sẽ có thêm một tên trùm mới. Hắn sẽ làm cho bao nhiêu người khổ sở, lao đao. Thôi thì em thấy mình không cộng tác nữa thì cũng đâu có sao. Sao anh buồn vậy? Đâu có đâu. Xạo. Anh là người không biết che giấu tình cảm. Những vui buồn giận ghét của anh đều thể hiện trong ánh mắt. Bởi vậy cho nên em thắc mắc là tại sao anh có thể làm nội gián cho tới bây giờ mà vẫn chưa chết. Sao em nói vậy? Em nói thiệt mà. Những tên trùm trong chốn giang hồ ai nấy cũng đều ranh ma độc ác. Chúng nghi ngờ tới từng chi tiết nhỏ và sẵn sàng giết chết những kẻ mà chúng nghi ngờ. Với phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên em thấy một người thật thà như anh thì tại sao tới bây giờ vẫn chưa chết? Trả lời em đi. Em nói đúng. Anh là người sống với bản tánh thật thà. Anh không phải là người đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho tới khi anh tiếp xúc với bọn buôn ma túy trong giới giang hồ, anh mới thấy được những hành động tàn nhẫn và độc ác của chúng. Anh muốn tiêu diệt toàn bộ họ. Nhưng mà để làm được điều đó, anh phải giữ mạng sống của mình. Em cũng biết rồi đó, phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức của tổ chức mới cài được một chiến sĩ nằm vùng trong bọn họ. Tất cả là vì đại nghiệp. Đôi khi anh phải làm những việc mà lương tâm một người chiến sĩ công an không cho phép làm. Anh phải nén lòng làm những việc mà anh không hề muốn. Anh phải giấu đi tình cảm riêng của mình.
sống dưới vỏ bọc của một gã giang hồ lì lợm muốn tiến thân. Bằng mọi giá, bằng mọi cách phải tìm được ông Trừng. Cho tới khi gặp em, gặp em thì sao? Em ác độc, em bắt anh, em đánh anh, em lấy xe tông cho anh bị thương. Tất cả những việc làm dũng cảm của em đối với một tay giang hồ độc ác như anh, em đối xử tàn nhẫn với anh, chính vì những điều đó nó làm cho anh nhớ anh là một chiến sĩ công an, chứ không phải là một gã giang hồ khát máu. Bởi vậy mà mỗi lần đối diện với em, anh muốn sống thật với lòng mình. Anh không thể che giấu được tình cảm thật của mình. Vậy là em nói đúng rồi. Anh đang buồn đúng không? Có gì đâu mà buồn. Em đi rồi không có nghĩa là em sẽ không trở về đây để du lịch mà. Em nói cũng đúng ha. Anh cũng có thể qua bên đó du lịch được mà, đúng không? Tụi bay tràn vô trong, gặp thằng nào chém chết thằng đó cho tao. Dạ. Đứng im. Dạ. Các anh làm gì vậy hả? Ôi, con gái thôi mà đại ca. Đứng im không tụi bắn đó. Gì vậy? Sao tự nhiên tụi bay đứng đơ ra hết vậy? Hả? Ồ. Chào cô em. Cô em đi đâu vậy? Các anh là ai? Tới đây làm gì? Lại. Lại. Ở đây ai là người cầm đầu vậy? Hai. Ai cầm đầu? Ở đây chỉ có một cô em thôi. Tôi cũng nói thật cho cô em nghe, tôi cầm đầu nè. Rồi sao? Ồ, vậy thì tốt quá. Làm gì mà đông dữ vậy? Chúng tôi được báo sắp có sự thanh toán đẫm máu diễn ra đây. Làm gì có hiểu lầm thôi. Chúng tôi tới thăm người quen, làm gì có thanh toán ở đây. Đúng rồi, tôi là quen với chủ nhà này cho nên tới đây thăm thôi. Tới thăm chủ nhà mà cầm theo nhiều dao như vậy, toàn hàng nóng không? Chắc là không phải xin nhau tí quyết chứ. À, tụi nó phòng thân thôi. Phòng thân thôi đúng không? Đúng rồi, thân thôi. Tất cả trật tự yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh tên gì? Tôi tên là Phong Hoa Lũ. Cho xem giấy tờ tùy thân. Không, tôi không có đem. Địa chỉ nhà của anh ở đâu? Hồng Kông. Anh là người nước ngoài à? Đúng. Nhưng tôi không mang theo giấy tờ gì ở đây hết. Được rồi, bước qua bên này. Người kế tiếp. Anh tên là gì? Nguyễn Văn Bé. Cho xem giấy tờ tùy thân. Đúng là đi làm công coi nghề. Được rồi, người tiếp theo. Ờ. Anh tên là gì? Mẹ nó hôm nay tam nương thì phải. Hải. Gì vậy? Cho xem giấy tờ tùy thân. Tự nhiên đi ra đường gặp ba con gái hả? Tập bậy. Tam nương một tay có 6 ngày, làm cái gì cũng dở dở ương ương hết. Ghê vậy sao? Anh tên là gì? Vậy mà tôi tưởng người ta nói cái gì mà. Tôi tên Trần Khải. Mùng năm 14, 23 đi buôn cùng lỗ hú hồ đánh nhau. Mày khùng quá. Ba ngày đâu khác, tam nương khác. Người kế tiếp. Anh tên gì? Nguyễn Hân. Giấy tờ tùy thân. Tụi tao chuẩn bị uống trà, bể kế hoạch rồi. Tao đang đuổi theo nó. Tâm sự sao? Tên gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhanh lên đi. Mình đến sớm một tiếng hả anh? Đủ thời gian để chúng ta cắt cái đuôi đang theo dõi chúng ta. Hả? Đừng nói lại. Cứ để cho nó nghĩ là nó đang theo dõi mình đi. Bây giờ anh sẽ mướn hai chiếc thuyền. Chúng ta sẽ ra biển đi hai ngã khác nhau, gặp nhau cái đảo ngoài kia. Dạ. Nha. Đi nhanh lên. Chú ơi, chạy tới ngã ba trước lấy gì vậy? Bảo ơi, Bảo, Bảo ơi, Kim Bảo, lại. Mày nói thật chứ? Mẹ. Dạ thật mà. Thật mà. Mẹ. Bảo. Bảo. Mẹ. Sao nó không giống Thần Tài một chút xíu nào vậy? Nhưng mà nó giống ông Trương. Đúng là cha nào con nấy mà. Nhưng tại sao nó gọi mày bằng mẹ? Tại vì tôi mang thai hộ cho bà Hồng, với lại tôi nuôi nó từ lúc mới đẻ cho tới giờ. Nó bị cái gì vậy? Chết rồi, nó bị hen suyễn đó. Nếu mà căng thẳng quá thì nó sẽ lên cơn. Nếu mà không có thuốc kịp thời thì nó sẽ chết đó. Làm ơn đi, làm ơn đi. Qua lo cho nó đi. Bảo, tụi mày đi tìm thuốc hen suyễn về cho nó đi. Đến bây giờ mà Trương Hùng vẫn chưa lộ mặt nữa, thiệt là khó hiểu. Có thể là nó gặp rắc rối ở đâu đó. Với lại nó không dám mạnh tay như trước đây nữa. Trong vụ án này có quá nhiều chuyện phức tạp mà mình không thể nào lý giải nổi. Anh cũng biết là như vậy. Chuyện bé Bảo thương cô Bảo Mẫu hơn bà Hồng thì anh có thể hiểu được. Nhưng mà với mối tình tay ba Chí Tài, Trương Hùng và bà Hồng thì không tài nào anh lý giải được. Nếu Trương Hùng và Trí Tài là một người thì mọi chuyện quá đơn giản. Bảo đi anh. Nó đã không coi em là mẹ. Tại sao con rất là con hoài vậy? Không không anh ơi, nó còn nhỏ nó không biết gì đâu anh ơi. Anh ơi, anh nhớ vợ chồng mình chỉ có một mình nó thôi. Con của chúng ta đó anh à. Em đừng khóc nữa. Em biết rõ là những chuyện này không bao giờ tác động được gì với anh mà. Anh, em xin anh mà. Em xin anh mà. Đó là máu mủ đứa con duy nhất của vợ chồng mình đó anh. Mau, mau đi cứu nó đi. Anh mau đi gặp Cường Sói để giải quyết mọi chuyện sòng phẳng đi anh. Đi, em xin anh mà. Tôi đi con, để từ từ rồi tính. Không, không có từ từ tính. Anh đi gặp nó liền, đi gặp nó liền đi anh.
Em biết nó muốn dụ anh ra để khách hàng bên kia làm việc với nó thôi, giao dịch với nó thôi. Thằng này nó mê làm ăn, chắc chắn nó để cho vợ chồng mình yên mà anh. Em hình anh mà anh ơi. Tại sao vậy? Tại sao anh không chịu cứu con? Tại sao vậy? Trả lời em đi. Tôi được rồi, anh sẽ cứu thằng Bảo, nhưng không cần thiết phải gặp cái thằng đầu tốm này. À, tại sao vậy? Anh không gặp thì làm sao cứu được thằng Bảo hả anh? Anh có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn. Anh bắt thằng Cường Sói phải mất cả chị lẫn cha trong chuyến buôn lỗ giống này. Tao Cường Sói đây. Mày ngạc nhiên là vì sao tao có số điện thoại của mày hả? Tao đang giữ cục cưng của mày nè. Tao không cần biết mày đang ở đâu. 6 giờ sáng ngày mai mày không có mặt tại. Mày nói cái gì? Thôi được, tao cho mày 3 ngày. Nếu hết ngày thứ 3 mà mày không có mặt, tao sẽ cho hai đứa này về chồng ông bà. Có khi nào? Ý anh là sao? Không, không thể nào như vậy được. Không, anh nói em nghe đi, anh đang nghĩ gì vậy? Thực ra thì vừa nãy anh mới nảy ra một suy nghĩ, có khi nào Trí Tài với Trương Hùng là một không? Nhưng mà xét trên mọi phương diện thì không thể nào là sự thật được. Phải, không thể có chuyện đó được. Thôi thì bây giờ cứ để cho bọn chúng đấu đá nhau để lộ ra sơ hở, rồi xem dấu vết của Trương Hùng đi đâu, lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Em tin là mình sẽ bắt được hắn. Rút. Dạ. Đi. Nhanh lên. Nè, sao rồi? Nghe nói mày bắt được con tụi nó rồi hả? Ông đã gọi điện thoại cho nó chưa? Nó có chịu tới cứu người không? Tao mệt vì phải trả lời mọi thứ cho tụi bay. Nói tóm lại, tao cho nó 3 ngày để tới đây trình diện, trước khi tao cho hai đứa kia thành trò. Rồi mày nhắm nó có chịu tới không? Nó nói là nó sẽ tới. Có nghĩa là mày bắt con của nó làm con tin, rồi thâu tóm khách hàng của nó. Mọi chuyện tính sao? Mày hay lắm đó. Nó hay lắm, mày thấy không? Cũng may tôi đàn em cũng chỉ bị lập biên bản xử phạt hành chính thôi. Có ý kiến gì mới hả? Hai anh em tụi mày hôm nay ở không cũng mệt người rồi ha. Thì tụi tôi cũng muốn đánh đấm một trận ra trò, nhưng mà bị hố cái quá mạng luôn. Bây giờ mày muốn tụi tao làm gì cho mày sao? Mày thông minh lắm. Thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh vậy. Tốt. Tụi mày chuẩn bị sẵn sàng nha, phất tay là xong lên nha. Dạ, dạ dạ. Tụi này khinh suất thật, đi vô hàng cỡ như vậy mà chỉ đi có mấy người thôi. Ông cho tụi đàn em lên đi. Xong lên. Xong lên kìa, nhảy xuống cho tao chi thằng ngu. Mày đứng quầm lâu vậy, nhanh lên đi. Ê, ê, ê. Lộn mặt ra. Thì ra là Trương Hào. Mày á, từng là một tên trộm, nay chuyển sang đứng đường để đi cướp cạn hả mày? Tao thật không ngờ. Còn mày? Tao thì sao? Mày bỏ cái nghề cờ bạc bịp bợm hả? Nếu mà ngày trước á, thì tao sẽ cho mày đánh với tao một chén. Nếu mày thắng á, thì tao sẽ cho mày đi. Nhưng mà tao chắc chắn mày sẽ không thắng nổi tao đâu. Bởi vì mày chuyên chơi bịp mà. Còn nếu như mày đánh thẳng với tao, có thằng nào thua thằng nào? Không cần.
tao giữ lời hứa với chị Hồng là tao không bao giờ chơi đánh bài với mày nữa. Vậy thì mày chơi trò gì đi, để nó có cơ hội sống sót. Đúng rồi. Không, tao sẽ thả cho tụi bay đi, nhưng tao báo cho tụi bay biết, nếu mà tụi bay còn cướp hàng tao một lần nữa thì tụi bay đừng có trách tao. Đi. Mẹ nữa, còn gì là thanh danh nhà họ Trương nữa. Tụi bay là đồ vô tích sự, làm gì cũng bể hết, vậy mà còn kêu tao hợp tác nữa hả? Ê, tao không gọi nè. Tao nghe này không? Vĩnh hả? Mày đang ở đâu vậy Hùng? Có chuyện này tôi cần ông giúp. Chỉ cần ông cứu bé Bảo ra thì mọi chuyện ân quán trước đây coi như bỏ qua hết. Tôi rất cần thằng Bảo, ông có chịu giúp tôi không? Vậy là sao? Vậy là bây giờ mình đi cứu bé Bảo đúng không? Mày nghĩ thằng Hùng nó chịu bỏ qua chuyện cũ sao? Tôi nói thật nha, thằng này cùi rồi, chẳng sợ lỡ con mẹ gì nữa hết á. Mày không theo thằng Cường Sói nữa hả? Theo thằng chó đó được cái gì? Tôi chưa thấy thằng nào ngu như thằng chó đó đó. Vậy mà cũng làm thủ lĩnh được nữa. Thì sống có khúc cười có lúc. Con người mà, ai cũng có một thời huy hoàng. Nghĩ lại, trước đây là thời huy hoàng của anh em họ Trương nhà mình. Mày nhắc, làm tao nhớ thằng Lâm quá. Thôi đi, lo cho bản thân tụi mình đi. Nếu như ông Lâm á, trong đó mà giả điên giả khùng như vậy, cũng có ngày được giảm án, rồi lại có khi được đoàn tụ gia đình nữa. Cũng phải, nhưng mà tôi ghét cái kiểu làm ăn chụp giật của thằng Cường. Nó mà làm ăn cái gì? Nó đi cướp thì tốt hơn. Tao thấy nó hợp với buôn bán nhỏ lẻ hơn là làm ăn lớn. Nó làm gì kệ mẹ nó đi. Nói tóm lại là nếu như mình cứu được thằng bé Bảo, rồi làm cầu nối cho ông Hùng gặp ông Long bên Campuchia, coi như là lấy công chuộc tội đúng không? Nếu mà sau vụ này thành công, anh em tụi mình sẽ trở về thời huy hoàng ngày xưa. Giờ tôi đổi số điện thoại, mất công công an nó dòm ngó nữa. Không biết hai thằng vô dụng họ Trương có thể tự lo mọi chuyện để cứu bé Bảo không nữa. Chắc chắn là lo được mà. Bây giờ anh đang tập trung hết sức để đối phó với thằng A Hải. Tới lúc có tiền rồi chuyện gì làm không được. Nếu cần thiết anh sẽ thương lượng với tụi thằng Cường Sói. Hy vọng là được. Chắc chắn là như vậy. Cái đám giang hồ đổ xương đổ máu gì cái gì, tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Có tiền thì có thể làm được tất cả. Anh ơi, hình như tàu tới kìa. Rồi rồi, cặp vô đi, cặp vô. Sát sát vô tí nữa nè. Rồi rồi rồi, tí nữa. Nè, nhìn cảnh này em nhớ đến cái thời phiêu bạt chưa có đất dụng võ của anh. Trên đời lên voi xuống chó mà. Những cái trà anh đã có 20 năm ngon lành cành đào rồi. Đời người chỉ có 60 năm. Cái khoảng thời gian đầy đủ sức khỏe để làm gì chỉ cần 30 năm là đủ. Trong 30 năm rồi, lăn lộn trong giang hồ để kiếm tiền, chỉ cần 10 năm thành đạt xuân sẽ là đủ. Yeah.
Buông nó ra. Ai sai tụi bay tới đây? À Hải. Tao biết chắc chắn là nó mà. Hắn nói chỉ cần hai người bước sang địa phận Hồng Kông, bất kể trên bờ dưới nước hay trên không, đều bắn bỏ. Vậy là từ nay A Hải chính thức trở mặt với mình rồi. Cho dù có chết cũng không tới lượt tụi bay ra tay đâu. Anh chuẩn bị chưa? Tới trễ hết vậy, lệ mày quá. Trời ơi, mày đi đàng hoàng coi mày đang tha cái gì vậy hả? Trời, cổng tôi vô đi. Trời ơi, ông thương tôi không? Ông thương tôi thì ông cổng tôi vô giùm đi. Trời ơi. Rồi lên đây. Mệt quá. Cầm cái gì vậy? Cái cây nãy giờ tôi đi không nổi, tôi chống nó đi nãy giờ nè. Ông nội ơi, bỏ nó ra. Leo lên. Đó, vậy mà là anh em với nhau chứ. Thấy thằng em nó đi không nổi thì cổng nó vô giùm chứ có cái gì đâu. Trời ơi, đừng có quăng thằng em mạnh bạo vậy chứ. Mày sai rồi, mày ngủ đi. Xét cho cùng là bây giờ tôi thấy, bây giờ lên voi xuống chó thì cũng là vô nghĩa hết trơn á. Anh thấy tôi nói đúng không? Đúng không? Đúng. Bây giờ mày ngủ đi cho tao nhờ. Sai lắm rồi đó. Bậy rồi. Sai là anh sai, chứ tôi không có sai. Tôi mà càng uống vô là đầu óc tôi càng minh mẫn. Càng minh mẫn là càng sáng suốt. Mà bây giờ ông uống thuốc gì? Ông uống thuốc gì? Muốn phê kiểu gì? Tôi vô tôi bào chế cho 30 giây. Thôi thôi được rồi. Hai mươi mấy con khỉ mày thử nghiệm chưa đủ hay sao hả? Hả? Uống khỉ tôi đâu hết trơn rồi. Mấy ông nhìn thấy tôi không? Rồi ok, mày không sai. Tao sai được chưa? Cái gì vậy? Ông để tôi nói. Ông để tôi nói. Ông nhìn thấy tôi không? Mấy chục tuổi đầu rồi mà cứ dập dìu lẫn quẩn ở cái khu vị ho cò gái này. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tôi suy đi nghĩ lại, tôi thấy tội nghiệp cho bà Kiều với thằng Tiến. Nhiều bữa tôi nằm mơ tôi thấy bà Kiều với thằng Tiến, hai người làm đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia. Mày đừng lấy chuyện đó ra hù tao nha. Tôi không có hù, tôi hiểu ông quá mà. Cái chuyện này ông nói không được mà ông để trong lòng làm chi cho nó rây rớt. Đúng không? Tôi nói đúng không? Đúng. Đúng xuống. Đầu tôi dữ vậy. Tôi nói là tôi không có xa. Tôi không có xỉn. Mà tại vì tôi buồn ngủ. Tôi nói thiệt với ông. Tán lý cái chuyện tôi nói. Kiệt hả mày? Hai chị. Tao Vĩnh nè. Làm gì mà xài số lạ quắc vậy? Biết rồi còn hỏi. Ông đi lấy nguyên liệu về chưa? Chưa. Nhưng mà có chuyện này, tao muốn nhờ mày giúp. Chuyện gì? Mày thăm dò rồi báo cho tao biết. Thằng Cường nó nhốt thằng Bảo ở đâu. Gấp nha. Nhưng để làm gì? Cứ làm đi, rồi tao sẽ giải thích. Tao hứa sẽ giao vợ chồng thằng Tài cho mày xử lý. Vậy nha. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi anh. Em chỉ đường cho anh tới chỗ giam giữ bé Bảo đi. Anh đi vào 100 mét, thấy cái container màu xám có đánh dấu chéo thì anh quẹo trái. Sau đó đi tới hai dãy khác thì quẹo phải. Cuối đường có cái container đặt nằm ngang,
có hai tên đứng gác là nơi anh cần tìm đó. Trí Tài vẫn bình yên, mặc dù mình có bị mất dấu hắn lúc hắn lên tàu Thái Lan ra vịnh. Nhưng mà ngay sáng hôm sau vợ chồng hắn đã quay trở lại bờ bên này. Tốt, anh nghĩ là anh em của ông Vĩnh muốn cứu con ông Tài để chuộc tội. Em cũng có suy nghĩ giống như anh vậy đó. Bây giờ em chỉ mong chúng kết nối cho Tài qua gặp Nguyệt là em mãn nguyện lắm rồi. Mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Anh tới nơi rồi đó. Có hai tên gác cổng, cẩn thận nha. Dạ. Tao chưa thấy ai vô dụng như hai đứa tụi bay hết. Chắc hồi làm với con Hùng á, tụi bay chỉ ăn công ngồi rồi, để cho cái đám đàn em đắc lực như thằng Lý thằng Kiệt làm hết chứ gì. Phải, đàn em của tao thằng nào cũng giỏi hết, như thằng A Lý với thằng Minh Dế. Hèn gì, sau khi tụi nó chết á, tụi bay như rắn mất đầu. Tụi bay là cái bọn chỉ tay năm ngón, mà bọn năm ngón á là phải có cái đầu. Tụi bay như ếch cù đã giết, tưởng ngon lắm hả? Mày đặt mơ mộng nữa. Ông nói gì vậy? Mày nít. Chết rồi, chết rồi. Tụi bay không cộng tác với tao được rồi. Một khi nó vô nhóm cường sói này rồi á, thì tụi bay cái gì cũng phải biết làm hết. Từ quét rác, dọn phòng, nấu cơm, bảo vệ và giao hàng. Ông coi chừng, lính của ông sẽ bỏ đi hết nếu như có người khác chiêu dụ đó. Mày nói cái gì? Nhưng bây giờ tụi tao cần mày. Dạ, anh tìm em. Mày đã tìm được chỗ trao đổi con tin chưa? Dạ rồi anh. Tốt, đưa hai ông này đi ăn rồi đưa về chỗ của mấy ông đi. Khoan đã, tao có chuyện muốn nói với mày. Nói. Nè, còn thằng này đó. Thằng này thì sao? Tao muốn nói chuyện riêng với đại ca của mày. Không sao, nó là tai mắt của tao. Tao không muốn mày có mặt ở đây. Không sao đâu. Tùy mày.
nhập. Chạy, nhanh lên. Alo, đưa hai người này rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi, ok, nhanh lên. Đi đi, phía bên này nè, lại lên. Đi, chạy đi, nhanh lên. Con mẹ mày, dám coi thường anh em tụi tao, hôm nay tao cho mày chết. Đại ca, chạy đi đại ca. Con mẹ mày, mày bắt tao cường lẹ đi. Buông ra, buông ra. Mày buông ra, buông ra, buông ra chưa? Mẹ mày cuồng lắm, mình trung thành chứ dữ vậy. Đứng lại. Đứng. Bắt nó cho tao, bắt nó lại, bắt nó lại, bắt nó lại. Sao mày không bắt nó lại? Nó chạy nhanh như vậy làm sao mà đuổi theo kịp? Mà có cần phải truy cùng giết tận như vậy không? Thằng Cường còn sống, nó cho người truy sát mình đó. Được rồi, mày về, mày tập hợp tất cả các đàn em, giết nó cho tao, giết luôn cả đàn em của nó. Được rồi, khoan đã, mày cứu thằng nhóc chưa? Cứu được rồi, đang trên xe của A Lũ đó. Tốt, nhanh lên. Nè, con nhớ lát nữa con không được kể chuyện đã xảy ra cho ai nghe hết nghe chưa? Sao vậy mẹ? Đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Chuyện cũng rối rắm lắm, mẹ cũng không có hiểu hết được. Nhưng mà nói chung, ai có hỏi gì thì mình cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi mới trả lời. Sao cái chú kia cứu mình nói là mình không được nói cho ai biết là chú cứu mình? Chuyện đó con không cần biết. Con chỉ cần biết là chú đã cứu mình thì mình chỉ thực hiện lời hứa với chú thôi, hiểu không? Vậy là con không cần nói gì hết là xong phải không mẹ? Cứ im lặng thôi ha. Dạ. Bảo, con có sao không Bảo? Có ai làm con bị thương không? Có sao không con? Hả? Dạ xin phép bà, xin phép ông cho tôi đưa cậu chủ đi nghỉ. Sao rồi? Mọi chuyện tốt đẹp hết chứ? Tốt. Nhưng mà hôm nay sắp tới ngày chuyển tiền lương cho anh em đó. Được, em chuyển tiền như cũ nha. Dạ. Nhưng mà đàn em của mình còn đủ hết chứ? Tôi đã lọc bớt danh sách rồi, có gì tôi sẽ đưa cho bà. Ừ, tốt. Xin lỗi nha, nhà tôi mấy bữa bị công an kiểm soát ban đêm, thành ra phải lánh đi mấy ngày, không kịp báo với anh em. Ở đây cũng không có gì. Thôi bỏ đi, bây giờ vô chuyện chính đi. Nhưng trước khi vô chuyện chính, tôi cần xác định là mối quan hệ của chúng ta đã tốt đẹp chưa. Rồi. Vậy tốt. Cái chuyện Mộc nói với Trầm Long liên lạc tới đâu rồi? Thì khi nào muốn gặp tôi sẽ gọi điện gặp trực tiếp. Được, vậy thì tuần sau đi. Tại sao là tuần sau, không làm liền bây giờ đi? Việc trước mắt bây giờ
là phải triệt hạ băng đảng của Cường Soái. Cứ để nó đâm thoạt hoài, không thể nào làm việc tốt với Trùm Long được. Ông nói cũng phải. Đây là cái việc mà tôi bảo mấy ông làm từ trước, nhưng mà ông cứ chần chừ không làm. Bây giờ để nó tay quay như vậy. Biết rồi, biết rồi. Tụi tôi làm liền được chưa? Bận thử như vậy. Ơn thay mẹ. Đang cận kề cái chết, nghe cái đục, né qua, sượt cái trán, tao giả chết cho chắc ăn. Hên thì có, tại mấy ông kia dưới theo ông Cường á mới thoát chết được. Chứ mấy bình thường mấy ông quay lại cho mấy phát ân huệ là chết cắt luôn á. Vậy bọn Vĩnh còn khen tao trung thành đó mày. Thì đúng rồi, tại ông toàn gặp mấy thứ phản phúc không à. Thì mấy ông ở làm sao thì mới gặp tụi đàn em vậy chứ. Ông nói bậy rồi. Có nhiều người á tốt với tụi đàn em lắm mà cũng bị phản phúc à. Vậy là kiếp trước á mấy ông đối xử tệ với đàn em, bây giờ trả nghiệp thôi. Vậy thì theo mày á là ông Cường đang hưởng phúc hay là trả nghiệp cho mày vậy? Tao đang trả nợ đời cho ổng thì có. Mày thấy đó, cả đời ổng làm bậy, cuối cùng tao gánh không. Ờ. Chán thiệt. Trời ơi, cái gì vậy anh Kiệt? Mày vẫn chưa chết à? Tao tưởng mày bị xử luôn rồi chứ. Ờ. Còn không mau theo tao, nhanh lên. Đi đi đi. Đi lẹ cha. Cha chưa chết mà cha đứng lại lát hồi mới chết nè. Lẹ lên cha ơi. Lẹ tôi nè. Đi đi. Nhanh lên. Đi, đi. Chị ở bên đây. Lên. Cường à. Đi. Bây giờ sao? Theo tôi, cầm lấy. Nhanh lên. Hơi quá, có chiếc xe. Lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên. Đi ra ngoài, đừng cho ai vô đây nghe chưa? Dạ, dạ. Nhìn dáng vẻ của mày, lấy lại được phong độ của ông Trùm rồi đó. Đặt nhạc đi. Dạ, chào dạ, anh. Chào anh. Dạ, dạ. Đi chơi đi. Dạ. Nhìn con cơm lắm đó. Không có thua gì mấy con ghệ cũ của ông Lâm đâu. Đương nhiên rồi, vợ bé thằng Cường Sói mà, sao thua mấy con bồ của thằng anh háo sắc của mày được. Ông nói đúng đó. Vô vấn đề chính đi. Em nè, em tên gì vậy? Tôi tên Mỹ Lệ. Mỹ Lệ hả? Không xong rồi. Cô em có biết là mấy người mà có chữ Mỹ trong cái tên á đều khổ vì tình không? Có lẽ tôi may mắn không rơi vào trường hợp như vậy. Ồ,
Nhưng mà hôm nay lời nói của anh linh nghiệm lắm đó. Anh muốn cái gì? Nói cho anh biết, thằng Cường Sói có bao nhiêu chỗ làm ăn giống như vậy hả? Làm sao mà tôi biết được? Con vợ cả của thằng Cường Sói đang khỏe mạnh, tự nhiên ngã đụng ra chết. Đúng rồi đó, tự nhiên lăn đùng ra chết đó. Nhưng mối làm ăn của nó em không biết thì ai biết đây hả? Tôi đã nói là tôi không biết. Vậy cô em biết cái này không? Định nhỏ nhẹ với cô em thôi, nhưng mà thấy cô em có vẻ cứng đầu quá, cho nên tao đổi trò chơi cảnh giác mạnh hơn được không hả? Mấy người, mấy người muốn làm gì tôi? Em nghĩ tụi anh muốn cái gì hả? Những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi, sao không thả tôi ra? Mấy người còn muốn gì nữa chứ? Hay là thả cho nó về đi. Chuyện của mấy ông xong rồi, cứ để nó đây. Đi về đi. Xui cho cô em rồi, tôi đi nha. Ông ơi, ông cứu tôi với, ông nên giữ lời hứa của mình đi chứ. Những gì tôi biết tôi đã làm theo ông hết rồi mà. Ông cứu tôi với, tôi xin ông cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Mày còn đứng đó làm gì? Ông cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi đi mà. Tưởng nó ngon lắm, cũng chỉ ăn hiếp một con đàn bà thôi. Ông ơi, bây giờ tôi đi lo dưới cảng của thằng Cường Sói, còn ông, ông đi lo địa bàn gì đó của nó ở khu phố 13 đi. Ừ, ok. Ông ơi, cứu tôi, cứu tôi với. Cứ giữ cái mặt đó, đẹp lắm. Có chuyện gì nữa? Ông còn liên lạc với tôi làm gì? À Hải, mày nhất định phản tao sao? Tôi xin lỗi, thấy lướt lại rồi ông còn líu kéo tôi làm gì? Mày tưởng mày có thể thay thế thằng Trương Hùng điều hành tất cả mọi thứ à? Tôi không thể, tôi biết là tôi không thể, nhưng tôi chán làm việc với ông lắm rồi. Mày có ngon thì chống mắt lên coi, còn bọn khách hàng của tao không để yên cho mày đâu. Chuyện này tôi lại càng xin lỗi. Tôi là muốn dành số tiền này lấy nghỉ hưu, không còn dính dáng gì tới giang hồ, càng không liên quan gì tới ông chủ Trương Hùng. Mày, mày giỏi lắm, để coi bọn sát thủ của tao lấy cái đầu của mày mất bao nhiêu thời gian nghe. Xin lỗi, tôi có một lời khuyên chân thành đối với ông. Ông lên lấy dành số tiền mà ông trả cho tụi sát thủ, lo cho cái thân ông liền. Tôi nghĩ là tiền bạc của ông bây giờ không lũ cho ông sống thoải mái lúc về già luôn. Được, vậy thì mày lo sống những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mày đi. Thành chúa, dừng lại đi mà. Tại sao phải dừng lại? Tôi có làm gì đâu mà ông đánh tôi chứ? Tại vì thằng Cường, tại vì thằng Cường Sói của mày, cho nên giờ phút này tao phải chịu nông nổi như vậy nè. Ông nên nhớ, ông còn mang ơn ảnh đó, ông Trương Hùng. Mày, mày mới kêu tên tao là gì? Trương Hùng.
Trường Hùng. Sao mày biết tên đó? Tôi nghe ông tự xưng nhưng trong điện thoại ông là Trương Hùng. Vậy là mày xui rồi. Mày xui lắm rồi con. Mày biết tao là Trương Hùng. Mày xui vì mày biết tao là Trương Hùng. Mày tại mày xui thôi. Cứng đầu hả mày? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Mày gan lắm mà. Tao nói đứng lên. Tao kêu đứng lên. Mày đứng lên. Mày ghét tao lắm hả? Mày nói đi. Mày ghét tao lắm hả? Mày nghĩ sao? Tao muốn nói cho mày biết. Trước đây tao đã từng là một con người rất tốt. Nè, hai đứa bay nghĩ coi, nó sẽ hay sao? Chắc vui lắm ha. Ông nghĩ sao? Lần này nó bầm dập chắc luôn. Ông nghe, ông mát lắm đó. Cái gì? Nhưng mà tôi thích. Tao nghĩ chắc vui lắm. Ê. Ý. Trời đất ơi, mày làm gì mặt mày té tu vậy? Ê, chúng vô bụi tre hả? Sao mặt mày trầy tùm lum hết vậy? Đi lấy hàng của ông Trơn, bị tụi nó đánh. Cái gì? Thua mẹ nó rồi. Mày, ê, mày lấy hàng thằng Trơn? Ừ. Nó dám lấy hàng thằng Trơn kìa. Mày có lộn không vậy? Mày có biết á, là ông Trơn là em của thằng Quân ở phường 12 đó. Rồi cái gì mà đại ca phường 15 đó. Mày ngu quá, đúng là mày ngu thiệt á. Mày bị đánh là đúng rồi, cướp hàng thằng Trơn chứ cho bị đánh. Ủa sao nó nói hàng mình bị đánh cắp? Lâm. Cái gì? Mày xúi nữa hả? Ê, ê, ê. Công nhận cho, mày cũng gan lắm á. Nè, tao nói lẽ ra số hàng đó là của mình. Và nếu như mình có số hàng đó, ông già sẽ vui lắm. Tao chỉ nói vậy thôi, chứ tao đâu có kêu mày đi cướp hàng của người ta. Vậy là mày bị tố trát rồi. Tự nhiên tà lanh tà lẹt đi làm chi vậy? Bị ráng chịu đi con. Phải rồi, tao chỉ nói thôi mà. Mày muốn lập công với cha cho nên mới xảy ra chuyện đó. Nói gì tao? Đáng đời mày. Nè, chuyện tao giao cho mày tuyển chọn và đào tạo mấy thằng khu giác ở Cảng 4, mày làm chưa? Ờ, vụ đó chưa làm phải không? Chưa làm mày đi làm cái chuyện tào lao. Tao về tao mét cha nè. Thôi, để 2-3 ngày nữa em làm. Cái gì? Đừng mét cha. Ê, tao cho nó 3 bữa rồi kìa mà nó kêu 2-3 bữa nữa. Bây giờ không mét thì khi nào mới mét? Thôi 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 thôi. Từ từ, muốn mét gì á thì cũng phải đợi cho nó đi tắm đi. Nhìn mặt mày công nhận thấy gớm thiệt á. Nhìn thấy gớm thiệt á. Thôi, tao không nói giống mày đâu. Được rồi, đi đi. Thôi đi tắm đi. Mày đi tắm đó, tụi tao có dơ đâu mà tắm. Công nhận ngu thiệt. Bị ức hiếp nhiều đâu có nghĩa là ông phải trở thành một người ác. Mày không biết gì hết. Tao đã từng làm biết bao nhiêu công sức cho nhà đó, đổ xương đổ máu cho căn nhà đó, nhưng không được cha con nó công nhận. Mày hiểu không? Vậy rồi ông ôm lòng thù hận quán trách họ tới giờ sao? Đúng. Tao thù, tao hận, tao quán trách ba cha con nhà nó. Nhưng dù sao thì ba thằng đó vẫn là anh em của tao. Nó vẫn còn đang làm việc có lợi cho tao. Còn thằng Cường nhà mày thì sao?
Tôi cấm ông không được nói xấu ảnh. Cái gì? Mày nói gì? Mày thần tượng nó hả? Hả? Ông không đủ tư cách để nhận xét với ảnh. Mày nói cái gì? Hả? Ông đừng lấy dạ tiểu nhân mà nói lòng người quân tử. Mày nói sao? Mày nói nó là quân tử hả? Hả? Phải. Thật thớ là một kẻ gian, nhưng cũng được coi là một anh hùng. Cường số nhà tôi cũng như vậy. Trở thành một kẻ giết người máu lạnh như vậy, thành một cỗ máy giết người, mày biết không? Mày biết không? Không phải tại tao, tao không muốn như vậy đâu. Tao không muốn, nhưng mà tại họ. Tại họ. Tại họ. Tại bà con họ. Tại dòng họ. Dòng họ nó đã đối xử với tao như vậy, mày biết không? Sao mày chết? Tại sao mày chết sớm dữ vậy? Dạ, bà chủ cho gọi tôi. Cô ngồi xuống đi. Dạ, tôi có cần dọn dẹp nhà kho không? Không cần, tôi sẽ thuê người khác lo. Hay quá, vụ lần trước tôi ám ảnh tới mấy tuần liền, cứ phải lên chùa để mà gian giái hoài à. Ăn nói bậy bạ gì đó. Chúng tôi sẽ thịt động vật cho cá sấu ăn, không phải máu người gì đâu. Dạ, tôi biết. Thật ra là tôi muốn cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi nữa hả bà? Phải. Phải luôn trong tư thế chuẩn bị, có động tình là đi liền. Hay là, hay bà cho tôi xin về quê nha. Cô muốn cả dòng họ cô chết hết vì liên quan tới cô hả? Không đâu, tôi nghĩ là tụi giang hồ không có biết họ hàng tôi ở đâu đâu. Cô khờ quá đi, có cái gì mà tụi nó không truy ra chứ. Trời ơi, vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Cô bình tĩnh lại đi. Tôi muốn cô luôn ở bên cạnh tôi, để bảo vệ bé Bảo. Dạ, tôi hết lòng với bé Bảo mà. Nhưng mà cứ trốn chạy kiểu này, cũng không thể gọi là sống được. Thằng Hùng đâu? Anh không có ở đây. Nói láo. Kêu nó ra gặp tao. Nếu mà nó động tới một sợi tóc của vợ tao, nó sẽ chết chắc, chết chắc. Anh Hùng nhắn với ông á, phải kết nối cho anh Hùng gặp ông Trùm Long. Cho tao gặp vợ tao. Ông phải kết nối cho anh Hùng gặp ông Trùm Long, rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp. Tôi nói rõ rồi đó. Công nhận nha, ông Lâm á biết hưởng thụ thiệt. Nhà ổng bước vô thoải mái quá, muốn ở hoài luôn đó. Còn nhà của mày dùng để mở casino thì mới đúng. Ông đang chăm chọc tôi đó hả? Tao nói sự thật mà. Chỉ tội cho thằng Lâm, có nhà như vậy mà không được về. Còn tôi thì sao? Về bên kia không biết ông Hùng hay là thằng Cường Sói lúc nào xin máu của tôi nữa kìa. Bây giờ ngồi đây, tao cứ tưởng những chuyện vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy đó. Mơ còn mẹ gì. Máu mè lấm lem hết rồi. Tối tối nhắm mắt lại cảm thấy rùng mình, mở mắt ra giữ được các bạn sống là may lắm rồi đó. Tao chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi. Từ nay về sau tụi mình phải làm gì cho thằng Hùng giống như ngày xưa nè. Ừ? Thằng Kiệt có tin gì cho ông không? Cái vụ ông Trùm Long đó. Hả? Nói gì tôi đó. Nè, sao nó vô đây được vậy? Tao nhấn mật mã cho nó mở cửa đó. Ngày mai đổi bát đi là vừa rồi. Làm gì mà đa nghi vậy cha nội? Cũng phải thôi. Mày cũng biết mày từng là thằng chiếc thuê mà đúng không? Gọi đi.
Có tin quan trọng đây. Bà Nguyệt nói là sẽ xếp cho ông Hùng với ông Long gặp nhau vào thứ hai tới đây. Cái gì mà nhanh vậy? Thì đúng rồi, ông mới từ Thái về mà. Bà muốn lập công trước, cho nên mình phải hành động đi. Tốt lắm. Mày muốn tao thử cái gì cho mày đây? Giờ vợ chồng ba hồng móng tay cho tôi. Sao? Mấy ông đã làm việc trực tiếp với ông Hùng rồi, thì vợ chồng kia có liên quan gì? Tao biết, nhưng mà... Ok, tao hứa. Nhưng chờ tao sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đi. Chờ tao lấy lòng vợ chồng thằng Hùng trước đã. Bây giờ vợ chồng nó giống như cái nằm trên thớt, trong tầm tay của mày rồi còn gì nữa. Ông nói đúng đó. Ráng chờ đi, chờ vài bữa nữa thôi. Cái gì? Rồi rồi, biết rồi. Muốn trực tiếp gặp mặt Trùm Long mà còn huyên. Ông thấy rồi đó, con vợ bé của ông á, nó qua mặt ông, nó muốn mượn danh của ông để làm ăn với cái đám bên kia. Chuyện này tôi vẫn muốn dò xét lại để cho chắc rằng. Dò xét cái gì nữa? Thông tin chính xác rành rành rồi. Tao nghe nói con Nguyệt đang bị bà Hai kiếm chuyện, làm nó chạy trốn té tát. Tao định kỳ này về, tao đem cái chuyện này ra để xem là cái cách đề ra. Theo tôi, ông không cần phải làm như vậy, vì nó đã mượn danh của ông đi một chuyến lớn rồi. Thật ra là con Nguyệt nó muốn lập công với tao thôi. Nó muốn chứng tỏ nó giỏi hơn bà Hai, cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng mà như ông nói đó, nó bị bà Hai đàn áp, bây giờ nó sống sót đã là một kỳ tích rồi. Phải, chính vì vậy mà tao nghi ngờ có kẻ đứng sau lưng nó dàn dựng màn kịch này. Chết rồi. Vậy thì bây giờ ông tính sao? Dù sao thì bây giờ tao vẫn muốn gặp mặt thằng Hùng cái đã. Tôi có thể đưa tất cả bản danh sách khách hàng của thằng Hùng cho ông. Vậy ông muốn gặp nó để làm gì? Tao nói chuyện này, mày đừng có nghĩ là tao chê đệ tử của mày. Ông cứ nói. Quả thật là bí kíp sản xuất thuốc linh hoạt và năng suất cao của thằng Hùng trước đây nó từng làm. Bây giờ tao rất muốn có thứ thuốc đó. Ý ông muốn dụ nó giao tất cả mọi thứ cho ông sao? Sòng phẳng thôi. Giá trị của thằng đó bây giờ chỉ là chuyện đó thôi. Còn tiền bạc và thế lực, tất cả đã lung lay rồi. Vậy thì còn tay chân của nó ở nước ngoài thì sao? Chuyện đó thì tao tự tìm thông tin mà lo liệu. Mày chỉ biết đến đây là được rồi. Ok. Ok. Cười con mẹ gì mà mãn nguyện vậy hả? Tôi đang nghĩ tới cái cảnh thằng Trương Hùng đang ngã gục trước mặt tôi. Dẹp, lo cái chuyện thực tế đi, tối ngày mơ mộng. Ông yên tâm đi, tất cả giấc mơ của tôi sẽ biến thành sự thật. Tôi nhắc lại, chúng tôi không cần ông liên lạc giúp nữa, mọi chuyện chúng tôi lo liệu được. Vậy còn Mỹ Lệ thì sao? Cho tôi gặp nó. Chuyện này... Sao hả? Tụi bay không chịu thả người à? Tao đã cho nó nằm yên trong bụng cá sấu rồi. Đây là bài học cho mày đó. Mày dám phản lại tao hả thằng cường chó? Alo. Alo. Tụi bay đâu? Dạ. Dạ đại ca kêu em. Tao sẽ đưa mày một lá thư, mày về Sài Gòn ngay cho tao. Gửi cho ai anh? Cho thằng cảnh sát bị nổ bom mà không chết do thằng khùng đó. Ông Mạnh. Sao mày biết? Chuyện đó lên báo rồi mà. Ai cũng nói là ba anh em nhà họ Trương làm chuyện đó. Mày cứ gửi nó cho tao. Anh ơi, có bom không anh?
Mày giữ mặt hả? Tao kêu làm thì làm, không được hỏi. Em biết ở trong có bom hay không để còn đề phòng nữa chứ. Tuyệt mật, không gây cháy nổ cho mày. Nhưng phải gửi tận tay cho bảo vệ ở đồn cảnh sát thư nặc danh. Đúng. Dạ, em đi liền. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Nè, gắn con chip này xuống bàn. Dạ. Kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ. Cô đừng nên lo lắng quá, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát mà. Tôi không biết tại sao hôm nay trong người của tôi thật là khó chịu, mà mỗi lần tôi nóng ruột như vậy á, thế nào cũng có chuyện gì xảy ra. Cô đừng có mê tín quá như vậy chứ. Tôi cũng hy vọng là như vậy đó. Sao con mày báo động gì hết vậy? Anh Long, anh Long, anh Long mà người của mình đó, anh Long, anh Long mà bình tĩnh lại đi. Tao đi bằng cửa sau. Anh bình tĩnh lại đi. Tại sao bây giờ anh mới về? Em tưởng cả đời này á, em không còn gặp anh nữa. Cô lại bày ra cái trò này đúng không? Anh. Tại sao cô dám mạo danh tôi để đi lường gạt người khác, hả? Anh nói như vậy là oan cho em quá rồi. Nếu mà em không làm như vậy á, thì anh có đích thân đến đây để gặp em không? Hay là anh muốn em bị người ta giết chết mất xác sau lưng của anh? Nè, bỏ xuống xuống đi, người nhà không hả? Bỏ xuống xuống. Dạ, dạ. Người nhà mà đừng có làm như vậy nữa. Dạ. Ngồi dậy, rót rượu mau lên, mau lên. Anh uống miếng rượu đi, cho hạ quả. Rồi từ từ đó, em kể cho anh nghe, rồi anh hiểu cho em. Bọn này là ai vậy? À, là lính đánh thuê bên kia em mướn về để bảo vệ cho em. Em nói là anh trả tiền cho họ rất là nhiều. Rồi em chưa trả tiền cho tụi nó, đúng không? Thì tiền đâu em trả. Em định bắt mối với Trương Hùng xong rồi em đi gặp anh, lúc đó trả tiền cho họ. Thôi, lấy tiền trả mọi chi phí ăn ở xe cộ cho tụi nó, rồi cho tụi nó về đi. Anh à, không có tụi nó thì ai bảo vệ cho em đây? Anh muốn em chết hả? Cái đó để lo. Mà nè, từ ra sắp tới nghe chưa, không được mạo danh tôi để đi lừa lọc người khác nghe chưa, nhớ chưa? Em đâu có mạo danh anh đi lừa lọc ai đâu, em muốn tốt cho anh thôi mà. Còn dám nói nữa hả? Còn tụi bay nữa, còn dám đứng nữa hả? Biến. Đi về khách sạn đi, tôi thanh toán tiền sau. Dạ. Đi. Thôi mà, anh đừng có giận nữa. Cái gì mà giận dữ vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Nè, tôi chỉ hỗ trợ phòng ốc thôi nha, không cho quay cảnh đánh chặn quay chưa. Anh tránh ra, chúng tôi sẽ đền bù nếu có thiệt hại. Anh tâm đi, không sao đâu. Vậy không có đánh lộn phải không? Nãy giờ tôi giỡn thôi mà, không có chuyện gì đâu. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, vậy tôi yên tâm rồi. Tất cả về vị trí. Suýt nữa thì em đứng tim. Anh xin lỗi, bọn chúng đến bảo vệ cửa sau của casino, đi vào nhanh quá, bọn anh trở tay không kịp. May mà cô Nguyệt nhanh trí, nên bọn chúng không phát hiện gì. Còn chị chuyện hẹn với tên Trương Hùng thì sao? Hắn tới chưa anh? Chưa. Dù bà Hồng khẳng định qua điện thoại đích thân tên Trương Hùng gặp tên Long, mà bây giờ chỉ có vợ chồng bà ra mặt. Mọi chuyện đã bị lộ, không biết là tên Long sẽ xử trí như thế nào. Hải Phương, cô còn ở đây hả? Tôi tưởng cô sợ quá, cô chạy mất dép rồi chứ. Sao, mọi chuyện ổn chứ? Lần này không còn cơ hội để lập công đá đít của mụ kia. Nhưng mà hai người yên tâm đi, tôi sẽ giúp hai người bắt được Trương Hùng. Tại sao vậy?
tại vì tôi cần hai người chống lưng cho tôi chứ. Tôi đây nè, thân cô thế cô, con mẹ kia làm sao tha thứ cho tôi được. Tên Long tin tưởng cô lắm hả? Không, nhưng mà tôi biết là ổng đang muốn làm ăn với Trương Hùng. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà tôi có một điều kiện nghe. Điều kiện gì? Chuyện bố Ráp bắt người lần tới, tôi muốn hai người phối hợp nhau thả ông Long ra để tôi cứu ổng. Là sao? Ý cô là Trương Hùng sẽ gặp ông Long à? Phải. Tối nay ông Long vẫn muốn gặp ông Hùng. Tôi đã cho người báo cho bà Hồng biết rồi. Nếu tối nay cảnh sát mai phục thì hai người phải phối hợp giúp tôi cứu ông Long ra. Tôi hiểu rồi. Cô muốn ông Long nhớ ơn cứu mạng của cô chứ gì? Cô đúng là thông minh. Được, chúng tôi hứa. Nhưng còn cái chuyện tên bay đàn lạc trong lúc cấp bách, chuyện đó ngoài ý muốn, coi như là mình hên xui đi. Được, vậy hẹn gặp sau. Ừ. Cùng mấy cái vali, làm ăn lâu lắc vậy? Anh, đừng quá căng thẳng mà anh. Em nghĩ kế hoạch của mình lần này có thành công hay không? Lúc nãy em nói với Lính ông Long rồi, em nghĩ chắc ông chịu. Vậy mà ông hẹn mình tối nay gặp mặt, bây giờ mình thay đổi ngày giờ địa điểm, anh sợ ông phiền. Muốn cái gì thì cũng phải kiên nhẫn. Nếu ông Long muốn làm việc với anh thì ông phải chờ. Chứ mà muốn làm ăn hấp tấp, ăn sỏi ở thì, thì em nghĩ anh đừng tiếc và tốn thời gian về mối quan hệ này. Em nói cũng đúng. Bây giờ mà anh cứ hấp tấp thì Trùm Long cũng nghĩ anh giống như thằng chuột chó kia thôi. Muốn làm ăn với Trương Hùng này thì cũng phải có cái giá của nó, đúng không? Anh biết sao không? Em nghĩ Trùm Long làm việc với Cường Sói theo kiểu là chủ tớ chứ không phải đối tác đâu, anh yên tâm. Nói tụi nó cho đồ lên xe nhanh lên. Dạ. Sao chỉ có một mình bá vậy? Mày là ai? Hả? Tại sao mày có súng? Tôi chỉ làm thuê thôi. Ai thuê mày? Ai thuê mày? Thuê, người ta thuê tôi làm. Mày ngoan cố hả? Mày có tin tao bắn bẫy đâu mày không? Nói, ai thuê mày? Có chuyện gì vậy anh? Thằng này nó... Mày! Thằng... Thằng khốn, bị lộ rồi, nó theo dõi mình. Vậy mình nhanh chóng rời khỏi đây, đi mau anh. Đi mau. Đi nhanh. Đi đâu anh? Ra cửa khẩu biên giới, mở lên. Dạ. Cái gì? Tụi nó bỏ về hết rồi hả? Lệ Tân nó mới báo cho tao nè. Cái gì kỳ vậy? Để tôi gọi cho nó coi. Khỏi gọi đi, nó đổi xe khóa máy rồi, tao gọi hoài mà không được. Mẹ nó, nó tưởng nó lại định nắm hết phần chủ động hả? Thằng Hùng này khốn nạn thiệt. Bây giờ ông tính sao? Nó kêu tụi mình về trước đi, khỏi cần nói chuyện với đám ông Long. Mọi chuyện cứ để tụi nó sắp xếp. Mẹ nó, làm ăn cái kiểu gì vậy? Coi như là cái chuyến đi này của mình công cốc hết rồi. Tao nghĩ chắc nó ngửi được mùi gì đó không ổn rồi. Ê, có khi nào là cảnh sát đang theo dõi ông Trầm bên đây không? Cũng có thể. Mà thôi, cứ về nhà đi, gặp nó rồi tính. Ê ê ê, đừng có giỡn mặt à. Cái gì về nhà? Hôm nay là tôi nhịn dữ lắm rồi đó. Tôi định giao dịch xong là tôi chơi cho đã đó. Mày muốn xuống casino hả? Dĩ nhiên rồi. Ông nghĩ coi, tự nhiên quăng nguyên con mèo vô cái kho mở,
Rồi không cho nó liếm miếng. Mày có thấy con nào mà thắng trở về chưa? Kệ nó, miễn sao tôi chơi cho đã thôi, đâu quan tâm. Thắng thua đâu có quan trọng đâu. Mày hết thuốc chữa rồi đó. Tôi nói thiệt với ông nha, hôm nay á, lâu lắm rồi tôi không có vô casino chơi đó. Bây giờ tôi nhất định là phải chơi. Kệ mày, mày muốn làm gì thì làm. Nhớ liệu cơm gấp mắm, chưa tiền về nhà nữa đó. Biết rồi ông ơi, tôi già cả rồi, đâu phải con nít đâu mà cứ lo hoài vậy. Tôi mà chơi hết cái đống tiền này á, là tôi biết trong túi ông lúc nào cũng có thủ tiền hết, đúng không? Tôi lấy luôn của ông á. Mày chừa tiền về xe đi, tao còn về lo cho vợ con tao nữa. Cái gì chừa tiền? Ông mới là chừa tiền cho tôi đó. Tôi đi chơi à. Cho em gửi bức thư cho Lê Mạnh. Ừ, để đây. Người đó mới làm gì vậy? Anh ta vừa gửi thư cho Lê Mạnh. Alo anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Anh nghe. Em mới vừa đi ngang phòng bảo vệ, em thấy có một tên tình nghi tới đưa một bao thơ, và tên của người nhận đó chính là anh. Vậy sao? Dạ, em nghĩ là nhân viên của anh sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà em có cảm giác chuyện này không có đơn giản đâu. Anh sẽ điện thoại về trực ban, em tới nhận thư và đọc cho anh. Có lẽ mất vài ngày nữa anh mới trở về. Dạ. Trương Hùng. Anh ơi, đây là danh sách khách hàng của Trương Hùng ở nước ngoài. Vậy à? Em đọc qua thì chắc có thể tin tưởng được, vì trong mấy tên này có vài tên cũng nằm trong tầm ngắm của Interpol. Chắc là của Cường Sói. Lần trước anh nghe kiệt báo Cường Sói có một bản danh sách của Trương Hùng. Còn một chuyện quan trọng nữa là... Là chuyện gì vậy? Hắn còn ghi thêm một câu. Ghi cái gì? Hắn ghi là trí tài chính là Trương Hùng. Hả? Em nói cái gì? Nguyên văn của câu đó là Trương Hùng là trí tài. Có chuyện gì vậy anh? Dạ báo cáo anh, vợ chồng trí tài nó đi về rồi. Tại sao? Sao mày cứ coi tờ giấy đó hoài vậy? Làm gì có. Có mà. Con thấy suốt ngày mày cứ coi tờ giấy đó hoài à. Chỉ có ba chữ thôi: anh yêu em. Con hư quá nha. Con dám đọc lén thư của mẹ hả? Con đâu có đọc lén. Có một lần mẹ để nó trên bàn để đi tắm, con thấy nó rớt xuống đất, con lụm lên, vô tình thấy thôi à. Con đó, lý sử giỏi quá à. Không có ai cãi lại con hết á. Mẹ, mẹ chở con đi gặp chú Hải nha. Bữa nay có vụ này nữa hả? Bộ con muốn gặp chú Hải hả? Chứ mẹ không muốn gặp chú Hải hả? Đây. Mẹ biết là con lo cho mẹ, con muốn mẹ vui, nhưng mà không được đâu. Số phận mẹ con mình bây giờ phụ thuộc vào ông Tài với bà Hồng. Vậy thì mình đi làm giấy tờ khác cũng được mà. Không phải chỉ vì họ giữ giấy tờ tùy thân của mình thôi, mà do mình còn phụ thuộc kinh tế của họ nữa. Nếu mà họ không đưa tiền á, thì làm sao mình sống được? Thì con với mẹ bán vé số, sống qua ngày cũng được mà.
bán giấy số. Rồi một ngày phải bán được bao nhiêu tờ giấy số thì mới đủ tiền để mà mua cao lương mỹ vị cho con ăn. Thầy, con sẽ ráng ăn đồ ăn nghèo khổ một chút. Một đứa trẻ đẻ bọc điều, lúc nào cũng thích ăn ngon mặc đẹp như con, thì làm sao sống một cuộc sống kham khổ, lang bạc được chứ. Thầy, người ta làm được, con cũng làm được mà. Chứ ở đây chán quá. Chán cái gì mà chán. Thật ra mẹ lo nhất là bệnh tình của con đó. Nếu mà không có họ đưa tiền thì làm sao có tiền mua thuốc cho những con bệnh nan y của con được. À, nhắc tới thuốc mới nhớ, tới giờ uống thuốc rồi. Con phải uống thử cái loại thuốc mới cho của bác sĩ coi sao. Nếu mà không hợp thì nói bác sĩ, để bác sĩ đổi lại nữa nha. Dạ. Chào anh. Chào anh. Dạ anh công an, có chuyện gì không anh? Chúng tôi muốn gặp ông Tài. Dạ vợ chồng ổng đi cam chưa về. Có gì không anh? Vậy ở đây ai chịu trách nhiệm? Là tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ trông coi. Từ lúc cái nhà này bị kiểm tra và bắt bọn côn đồ tới nay thì không ai trông coi hết á. Vậy khi nào họ về? Tôi cũng không biết nữa. Anh ơi, chở cậu Bảo đi bệnh viện nhanh lên. Trời ơi, cậu Bảo bị sao vậy? Sao công an lại đến đây? Họ kiếm ông Tài. Lẹ lên, lẹ lên. Nó bị sao vậy chị? Nó bị sốt thuốc, lẹ lên. Rồi, đi theo tôi ra xe. Bảo ơi, cố lên con. Ủa, họ đi rồi ai coi nhà? Mày, gan mày, mày. Ngon lắm kìa mày. Ngon mày. Hả? Ngon không? Cô mẹ tụi bay, tụi bay đối xử khách hàng như vậy đó hả? Tao muốn về tiếp. Mẹ mày, mày có biết là mày đã chơi 2 ngày 2 đêm rồi không hả? Cái số tiền mà mày nợ tụi tao á, đem cân giấy nợ cũng hàng ký. Muốn chơi tiếp hả? Về nước lấy tiền đem qua đây trả nợ rồi chơi ha. Tao nói cho mày biết, chưa có thằng nào đánh tao như vậy mà tao bỏ yên chỗ đi đâu cả. Nghe chưa mày? Mày có muốn gì thì về nhà lấy tiền đem qua đây trả nợ đi. Mà mày còn tiền về xe không vậy? Hay là để tụi tao cho xe chở mày về nhà lấy tiền nha. Mày muốn chở tao về chứ gì? Muốn chở tao về lắm phải không? Mẹ mày. Tụi bay cố ngon chở tao về nước đi. Đàn em của tao, lục gia tụi bay không còn gọn lóc luôn. Ê mày, coi chừng thằng này là giang hồ thiệt đó. Khử nó luôn đi. Tụi mày làm cái gì vậy? Từ từ nói nha. Có gì tao trả tiền. Tụi mày làm cái gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Hả? Tụi mày đừng mơ. Tụi mày từ từ nói tao trả tiền cho. Tụi mày đừng có làm vậy. Tụi mày làm. Đừng mơ. Đừng. Mày đừng xuống đây tao. Đừng xuống đây tao. Mày giết tụi nó. Thank you.
bay nhìn tao cái gì vậy? Bộ tức giận khi thấy tao chưa chết hả? Thôi đi, chuyện cũ bỏ hết đi. Đúng rồi đó, anh Kiệt nói đúng rồi đó. Ông cứu mạng ông coi như xí xó hết đi. Từ đây về sau á, tụi này không theo phe ai hết trơn á. Vậy tụi bay định đi tu hả? Không, chỉ làm dân thường thôi. Đúng rồi đó. Tụi bay mà giống ông Vĩnh nhà tao lắm rồi đó. Mẹ giang hồ tay chân lấm lem máu hết rồi mà mày đặt đôi làm người thường. Thì bây giờ á, ông không truy sát tụi tôi nữa thì tụi tôi làm dân thường được thôi. Được rồi, tao hứa với tụi bay, nhà họ Trương á không đụng tới hai tụi bay nữa. Nhưng mà thằng Hải nè, mày có chuyện thằng Cường nữa nha. Sao? Định lấy về làm kỷ niệm hả? Ông muốn nghĩ sao cũng được, nhưng ông nợ tụi tôi một mạng đó. Tụi bay thay phiên nhau yêu sách tao hả? Không phải là yêu sách, mà nhờ có hai thằng đó cho nên tôi mới cứu được mạng ông đó. Mày muốn cái gì? Nói đi. Bây giờ tôi sẽ hỏi ông một chuyện. Nếu như ông không muốn trả lời thì chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Được, hỏi đi. Em sao vậy? Hả? Không sao đâu, chắc là hậu quả của mấy đêm mất ngủ mà. Đưa vở sách cho. Sao giờ này con Lan chưa tới vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Yên tâm, chưa tới giờ mà, còn 10 phút nữa. Mình kiếm chỗ nào thoáng để mình đợi nó đi. Vô quán này đi. Dạ. Chịu gì? Hai ly nước mía hả? Dạ. Hai ly nước mía đi. Dạ. Bực mình, không biết làm cái gì mà giờ này còn chưa tới nữa. Cho hai ly nước mía đi ông chủ ơi, lẹ lẹ nha. Rồi. Anh ơi, cho hai ly nước mía ở đây đi anh. Chờ chút xíu chị ơi. Không ấy anh cho hai ly nước lọc uống đỡ cũng được. Có hai ly nước mía không à, làm gì dữ vậy, chờ chút xíu đi. Giờ là sao đây hả? Anh, hai ly nước mía mày có bán hay không? Ông muốn gì? Mày muốn tập phá quán mày không? Ông có tin là tôi kêu không ăn không? Mày nói gì? Anh này là anh nào? Anh Tài. Tại sao mày bán cho anh Tài? Hả? Anh Tài, mày là ai? Bình tĩnh đi anh. Mày bán cái gì? Thế mình đang kẹt, không nên gây huyên náo, nếu không à sẽ khó lòng qua mắt bọn cướp lắm anh à. Đi mà, đi lại ghế đi anh, em lấy khăn lau mặt cho anh nha. Đi, ngồi xuống đi anh. Vỏ sách đâu? Hả? Hả? Vỏ sách đâu? Vỏ đâu? Hai cái vỏ sách đâu rồi? Hả? Vũ Quang, hai cái vỏ đâu mất tiêu rồi? Cái vỏ sách của tao đâu? Vũ Quang, sao mất tiêu rồi? Mày hả? Mày hả? Đúng rồi. Túi sách tao đâu? Hả? Đâu mà? Mày với thằng nào lấy túi sách của tao? Hả? Trả lời. Phải thằng kia. Còn phải mày lấy túi sách của tao không? Dạ dạ. Phải tụi bay. Đứa nào lấy túi sách của tao? Đứa nào lấy túi sách của tao? Hả? Ui da. Hả? Lấy vỏ sách của tao. Anh ơi, đừng đánh người ta. Đừng đánh cái gì? Không biết gì đâu. Bây giờ không còn một đồng bạc thấy không? Hả? Tại sao lấy túi sách của tao? Mày điên hả? Mày điên hả? Lấy vỏ sách của tao. Lấy vỏ sách của tao. Lấy vỏ sách của tao. Hả? Lấy vỏ sách của tao. Hả?
Đi trốn mà lùm xùm như vậy, sớm muộn gì công an cũng tóm được. Nhưng làm sao để nhanh chóng trốn qua biên giới bây giờ? Hết đồ trong tủ bí mật mang theo không? Dạ. Tôi đem để hết trong này nè bà. Nhưng mà chắc phải mua thêm quần áo với lại thuốc cho bé Bảo. Tại nhiều quá tôi xách theo không có hết. Biết rồi, có tiền thì mua được chứ có gì đâu. Trên đường đi tôi cũng tranh thủ mua thêm thuốc cho bé Bảo, nhưng mà tôi sợ không có đủ dùng. Ở gần đây thiếu gì tìm thuốc? Dạ không, thuốc của bé Bảo là thuốc hiếm. Tôi sợ mấy cái dùng gian như vậy nè, muốn mua là phải đặt trước vài ngày. Vậy mai cô ra đó đặt hàng đi, bao nhiêu tiền cũng phải mua, để phòng họp qua bên Cam khó kiếm lắm. Dạ. Bà, bộn mình ở đây mấy ngày lận hả? Phải rồi, bởi vì đối tác của ông Tài bận việc ở bên đó, họ hẹn sang đầu tuần sau mới gặp. Kiểm tra đi. Không có gì hết ngoài cái súng của anh. Có cả giấy tờ của tụi mình nữa nè anh. Bọn này cũng biết điều. Đây là một sắp tiền để mình làm lộ phí nè. Chắc là nó sợ Huy anh á. Không, nó sợ khẩu súng này nè. Ủa, mà bộ tụi này theo dõi mình hay sao mà nó biết mình ở đâu ta? Vậy là kẻ thù của mình cũng biết mình ở đâu sao? Bảo ơi, dậy đi con. Bảo lên. Dạ. Trốn không? Đi nhanh lên con. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Rồi hả ông già? Cái gì? Từ từ đã. Tôi quay phim lại để làm bằng chứng lãnh thưởng. Giờ quay cận mặt của ông trước khi ông chết. Mày chọn làm phe rồi con à? Mày vậy đó. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Nếu không tao bắn ông đó. Bắn đi. Bỏ nó đi. Bỏ xuống. Không. Mày bỏ xuống. Bỏ xuống. Chị thấy căn nhà này sao chị? Được lắm. Cảm ơn anh. À, đây nè.
Đây là tiền đặt cọc một tháng. Dạ. 1 triệu với tiền nhà 1 triệu. Dạ. Còn đây là chút đỉnh để cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm nhà nhanh chóng. Chị có sáo quá, ở đây tôi cũng rảnh lắm. Chị cần gì thì cứ gọi cho tôi theo số điện thoại này nha. Còn xe ôm thì chị gọi cho tôi luôn cũng được. Chào chị. Ở đây dơ quá mẹ ơi. À, bà chủ nhà nói trong nhà có cây chổi. Ủa mà cô là người giúp việc hả? Sao con nhỏ gọi cô bằng mẹ vậy? Anh đi đi. Dạ. Lúc nào cần tôi gọi. Dạ xin phép anh. Lan. Dạ. Đi lấy chổi dọn dẹp đi. Dạ. Để con phụ mẹ nha. Thôi. Nãy gì mẹ qua vậy? Vậy đó con phụ cô. Không được. Thằng bà bị hen suyễn làm sao vô cái chỗ bụi bặm dơ dáy như vậy được. Cô đi đi. Dạ. Thôi con ngồi đây đi. Để cô đi dọn cho nó lẹ. Anh đừng suy nghĩ quá, coi chừng bị tăng xong đó. Tình hình như thế này làm sao không nghĩ được. Em biết, nhưng mà bây giờ nghĩ thì được cái gì. Quan trọng mình chờ tới bên kia rồi hãy hành động anh. Đau bụng quá. Ê, chết. Để em gọi thằng cò đất kêu nó mua cơm sẵn cho mình. Thôi khỏi, cho con Lan ra chợ mua cái gì nấu ăn. Ăn cơm bụi hoài ngán quá. Kiểu này chắc ngày mai nó mới nấu được anh ơi. Giờ nó dọn tới khuya chắc cũng chưa xong đâu. Lại cơm bụi nữa. Sáng đi anh. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi mọi thứ cần thiết trong cuộc họp phổ biến chuyên án. Anh đừng quá khách sáo, đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi mà. Bọn tội phạm bây giờ ranh ma quá. Chúng xóa dấu vết một cách tinh vi mà chúng ta không thể nào tìm ra sơ hở. Đúng, Trùm Lâm cũng là đối tượng bị truy nã sát bên kia biên giới. Chúng ta không để bọn chúng gặp nhau, nếu chúng gặp nhau hậu quả khó lường. Bên tổ theo dõi thông tin vẫn đang lần theo cái cuộc gọi cũ của Trí Tài và Diệu Hồng để phân tích và xác định vị trí mới của chúng. Tôi chắc chắn là chúng chưa tới biên giới này. Nếu chúng đến cửa khẩu này chúng tôi sẽ bắt ngay. Cảm ơn anh. Không có chi. Dạ cảm ơn anh. Chào. Chúc hai người thường lộ bình an nha. Dạ. Chào anh. Cô Nguyệt vừa điện thoại báo cho em một tin. Hai người họ gặp nhau hả? Không, cô Nguyệt nói ông Long đang nghi ngờ cổ, nên có thể cổ sẽ thôi không hợp tác với ta nữa. Thiệt tình? Làm gì mà thay đổi như trong trống vậy? Thật ra nghĩ cũng tội. Cổ sống phụ thuộc vào người đàn ông đó, mà về phía ta thì không giúp được gì cho cổ. Bởi vậy mới nói đừng có tin lời hứa của bọn giang hồ. Em thấy cũng tùy người mà. Có người trong giang hồ rất là trọng chữ tín, một lời nói phát ra cả đời không đổi. Chỉ có trên phim ảnh thôi em. Thời thế tạo anh hùng, bọn giang hồ bị cuộc đời xô đẩy, có mấy ai nắm giữ được vận mạng của mình đâu. Nếu vậy phải nói là không nên tin người, chỉ nên tin vào hoàn cảnh mới đúng. Chính xác. Đi. Đêm nay mây đen che hết mặt trăng rồi. Không có mây thì sao chứ? Không có mây thì cũng không có ánh trăng. Đêm nay là trăng khuyết.
Trăng khuyết rồi trăng sẽ tròn. Trăng tròn thì nước sẽ lên cao, mọi sự sẽ hanh thông thuận lợi. Anh không còn phải khua nước để đẩy đám bèo này ra, không còn mắc cạn nữa. Không mắc cạn thì sao? Không mắc cạn thì đám bèo đó có trôi được đến nơi nó muốn không? Hay là trôi tuốt ra biển lớn làm mồi cho cá, hoặc là mắc kẹt ở một chỗ nào đó rồi chết khô. Em tin vợ chồng mình không như đám bèo này đâu. Anh quên là mình có visa và quốc tịch định cư ở đảo Kết hay sao? Anh nhớ. Nhưng qua đó để làm gì? Bây giờ không tiền không bạc, qua đó định cư đi cạp đất mà ăn à? Anh quên là mình còn tài khoản ở Thụy Sĩ mang tên Trí Tài hay sao? Muốn được như vậy thì phải chui ra khỏi cái đất nước Việt Nam này đó. Vậy hy vọng cái đám Interpol không phong tỏa tất cả những tài khoản mang tên Trí Tài. Em tin vợ chồng mình sẽ có kết cục như ý thôi. Tôi xin ông, tôi xin ông, tha cho tôi đi. Tôi không có ý giết ông đâu, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi. Tôi xin ông, không, 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 không. Tôi xin mẹ, ông. Mẹ, tôi không có ý mà, tôi không có ý mà. Mẹ ơi, mẹ đừng vậy mà, mẹ. Em muốn làm gì? Tôi xin ông. Em vô lo mẹ, cho bé Bảo. Mẹ bây giờ chưa đủ ơi, việc để lo hay sao? Xin ông. Còn làm cho rối thêm nữa. Đâu, đâu, đâu mà. Mẹ đâu. Có sao không mẹ? Mẹ, mẹ, con ơi, con thương mẹ mà mẹ, à, mẹ cũng thương con đừng có sợ nha. Con đừng có sợ hả? Dạ. Ngủ đi con. Dạ. Mày ngủ đi. Con ngủ đi. Mày ngủ đi. Còn Gia Long này nữa, bắt mình chờ đến bao giờ chứ? Năm ngày nữa. Ủa sao anh biết? Thằng Chả nhắn tin cho anh hả? Anh nhá má cho ông ba lần mà không gọi đúng như lời ông dặn. Ông nhắn tin cho anh là cứ ở yên đó, chờ thêm 5 ngày nữa. Bộ bên đó có chuyện gì sao mình không chủ động ra mặt được? Có vẻ như có người đang truy đuổi mình ở cái vùng biên giới này. Nhìn thấy vậy mà không ngon ăn tí nào ha. Chắc mình phải nhanh chóng dọn khỏi đây thôi bà ơi. Ở đây rồi thế nào công an cũng tới hỏi thăm, rồi đòi đăng ký tạm trú này nọ nữa. Tôi biết rồi, tôi dặn thằng Cò Đất lo chuyện đó rồi. Chủ nhà sẽ làm thủ tục với công an, trong vòng 1 tuần nữa ổn định họ sẽ tiến hành đăng ký. Nhưng tới lúc đó chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Mấy người ở bên chợ đang bàn tán dữ dội lắm. Mấy bà bán thịt thì nói mình trốn nợ, còn mấy người bên hàng bán cá thì nói là mình bị ngân hàng siết nợ phải bỏ trốn. Họ có nói gì kìa mẹ họ? Dạ, nhưng mà người ta có hỏi tôi tùm lum chuyện hết. Thì mày đừng có trả lời. Dạ không trả lời đâu có được bà, người ta cứ hỏi hoài à. Còn cãi nữa, chẳng lẽ mày muốn ra đó khai rõ thân phận xin xỏ họ thương xót hay sao? Dạ không, nhưng mà tôi không thể không trả lời hết cả 10 người được, mà số lượng người hỏi
thì cứ mỗi ngày mỗi tăng. Chắc họ nghĩ mày có nhiều tiền, mày còn chuyện gì giấu giếm họ nữa. Dạ không có. Tôi sao? Hay mày đã nói gì rồi? Dạ đâu có. Nói đi, có phải mày nói bậy bạ gì ngoài trời phải không? Hả? Dạ đâu có, tôi đâu có nói gì hết bà ơi. Tôi đâu có biết gì đâu. Anh ơi, anh ra xử con này đi, nó nói tùm lum ngoài chợ nè anh ơi. Không có bà ơi. Anh ơi, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi không có biết bà gì. Bà lại mẹ tôi đó. Bà ơi, vô đây. Bà tha tôi đi bà ơi. Tôi không có nói gì hết. Thả mẹ tôi ra. Thả ra. Buông ra. Bà ơi, bà. Bảo, đừng có bà. Trời ơi, mày dám cắn tao vậy đó. Bỏ nó ra. Tại mày nó mới dám cãi lại tao. Mà giết mày chết. Bỏ ra. Thôi mà bà. Bảo ơi, tôi sao vậy? Bảo, bà ơi. Bảo ơi. Bảo, sao vậy? Tới bệnh viện. Bảo. Bảo ơi. Bảo. Bảo ơi. Sao chỗ này cũng có công an hết vậy? Anh thông cảm. Chúng tôi muốn kiếm khách sạn nào xa thị trấn để con tôi nó yên tĩnh, nó nghỉ ngơi, nó đang bệnh mà. Tại vì thằng nhỏ đang bệnh đó mà. Tìm khách sạn nào xa thị trấn một chút. Dạ. Hẻo lánh chút cũng được. Dừng xe lại. Hả? Gì vậy? Chạy luôn đi, dừng lại. Đúng rồi. Đâu mày chạy mà. Xuống xe. A Hải có lời nhắn cho mày. Nhắn cái con mẹ mày. Chạy đi. Chạy mau. Tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Chạy lên lên. Chạy. Chạy luôn đi. Chạy chết tụi nó luôn. Mau lên. Chạy chết nó. Chạy đi. Mau lên. Chạy mau. Bắn mẹ đầu mày bây giờ. Lại. Sao lại. Bé bỏ đi trước đi. Mau lên. Mau lên. Nhảy lên. Nhảy lên con. Nhảy lên con ơi. Nhảy lên. Em đi đi. Để lấy đồ đã. Thôi bỏ đi anh. Con người còn của. Đi lên. Đi mau đi. Mà kệ anh. Đi. Không. Không được anh. Tụi nó đánh được kìa. Cẩn thận anh. Dạ. Anh Tài, công an tới kìa, chạy đi anh. Đi, mau lên, công an tới kìa. Đi, mau lên anh. Rồi đó, đi lấy tiền đã. Con người còn của anh, đi anh. Đi mau, anh sẽ tới liền. Ra nhiều quá. Có sao không anh? Thì đau chứ sao. Anh qua đây ngồi nghỉ đi. Ngồi xuống đi. Chết rồi. Máu thấm ướt cả áo luôn. Kệ nó, không sao đâu. Nhầm cái gì? Anh à, lần sau nhớ cẩn thận một chút nha. Sơ suất thôi. Tại nóng ruột, muốn biết chắc là có cầm đúng cái giỏ quan trọng mà mình cần không. Chịu quan có mấy ly mà lâu vậy. Dạ nước mía của anh chị. Cảm ơn. Nè, uống nước mía đi con. Cái gì vậy? Sao không uống đi còn chờ gì nữa? Dạ, người ta nói đang gặp vận xui thì được cố nước mía. Mày nói cái gì vậy? Tại sao? Dạ, người ta nói đi bán mía có nghĩa là tiêu tùng hết trơn rồi. Đừng ngu. Cái đó người ta gọi là đi bán muối.
Anh, trời ơi, đừng có đánh nữa mà. Đừng có đánh mày hả mày? Đứng lại chưa? Đừng có đánh nữa mà. Má, chồng cũng với tao hả? Bóp cổ mày nha. Bây giờ từ từ nói, sao đánh phụ nữ ngoài đường vậy? Đừng mà. Sao? Nó là vợ của tao, tao muốn đánh lắm gì kệ tao. Mày bính nữa hả? Ê, đi. Sao mày đánh phụ nữ giữa đường vậy? Tụi mày lại, vợ tao cũng muốn đánh như kệ tao. Vợ mày cũng là con người, sao mày đánh dữ vậy? Biến đi mày. Đừng. Cái gì vậy? Cái đám này, tụi mày uống gì hả? Làm gì vậy? Anh ơi, đánh anh, tao anh. Hả? Đừng anh. Ê, chạy. Ngồi nghỉ đi. Kệ tôi nói đi anh, về ghế ngồi nghỉ đi anh. Vợ đâu? Vợ dạ? Đâu Lan? Tôi không biết. Hồi nãy quýnh quán quá, tôi còn không để ý nữa. Chủ quán. Ủa có chuyện gì vậy mấy anh chị? Anh có thấy cái giỏ của tôi đâu không? Tôi đâu có biết đâu. Chắc con nhỏ sơ đó hồi nãy ở đây nó lấy rồi đó. Chết rồi. Chắc là gặp bọn lừa đảo rồi. Ở đây tụi nó ưa dàn cảnh để cướp của người đi đường lắm. Tôi quên cảnh giác với anh chị. Mày cái đám hồi nãy ở đâu? Tôi không biết đâu anh ơi. Tụi nó lại. Tôi không biết, cái này tôi không biết thiệt. Mày chỉ chỗ tụi nó cho tao. Bây giờ mày nói không? Tôi không biết mà. Anh, thôi đi anh à. Mảnh hổ đang địch quần hồ. Thôi bỏ đi anh. Làm sao mà bỏ được? Bây giờ mất hết rồi. Mất hết. Ẩm thằng Bảo qua giường này đi. Dạ, ở bển hơi bụi. Tôi sợ bé Bảo nó còn ho nhiều hơn. Còn hơn để nó nằm gần máy lạnh. Nhanh lên. Ba mày nói đúng đó. Dạ. Tôi còn có nhiêu đây tiền nè. Bà chủ cứ giữ hết giùm tôi. Nhiêu đây không đủ trả tiền thuê phòng 2 ngày nữa. Mẹ nó. Phải tìm cách trừng trị cái tụi giang hồ con này mới được. Anh tính làm gì tụi nó? Không lẽ mình phải chịu cảnh trắng tay vậy sao? Chẳng lẽ anh nghĩ tụi nó thương tình, tội nghiệp trả tiền lại cho mình hay sao? Em nghĩ bây giờ tụi nó chia chác, xài hết tiền trong túi rồi. Nhưng ít nhất anh cũng cài vô đầu nó 3 viên đạn. Mà biết tụi nó ở đâu mà tìm? Tiểu Quỳnh này chứ đâu? Chết. Gì nữa? Thuốc của bé Bảo. Tôi chưa có đóng tiền đủ nên chưa có lấy được thuốc. Còn thiếu bao nhiêu? Dạ 5 triệu. 5 triệu thì nhầm nhỏ gì? Bây giờ còn không đủ 1 triệu. Kiếm đâu ra 5 triệu đây? Thì được rồi. Bây giờ mày đi tới đó. Nói với ông lấy phần nửa số thuốc thôi. Dạ không có được đâu ông chủ. Tại sao vậy? Dạ cái ông đó, ông hắc ám lắm. Thì được rồi, đưa đây. Tao đi lấy thuốc. Dù sao thì tao cũng đang rảnh, đang không có chuyện làm. Em đi với anh. Đi. Có chuyện thằng nhỏ nha. Dạ. Mẹ ơi. Con nghĩ họ là sắp gây ra chuyện lớn rồi đó. Con đừng có nghĩ tầm bậy. Con nằm xuống ngủ đi ha. Con nói thiệt đó. Ổng đang nổi nóng mà. Thế nào cũng tìm người để chút giận cho mà coi. Chú
chuyện đó mẹ không cần quan tâm. Mẹ chỉ cần họ mang thuốc về đây là đủ rồi. Mẹ chỉ lo bệnh tình của con thôi. Con nằm xuống nghỉ đi nha. Thôi đừng có suy nghĩ gì nữa, con nằm xuống nghỉ đi ngoan. Mẹ ơi. Hử? Sao con? Sao mình không bỏ trốn đi mà? Con đừng có nói bậy. Hai người đó mà nghe được, họ đánh mình chết đó. Con nghe lời mẹ, con ngủ đi nha. Con nói thiệt mà, họ lo thân họ còn chưa xong, làm sao mà lo cho mình được. Con đừng có nói bậy bạ nữa, con nằm xuống nghỉ đi nha. Nhưng mà con chỉ muốn mình sống vui vẻ với nhau, không phải ngày đêm lo lẩn trốn, lo sợ bị bắt, bị tra tấn hỏi cung, bị bắt làm con tin. Thank you.